kinh quá này mình. Cô khách uống hơi mát ăn cái xác gì ạ? Cần heo cái bà này là sao inbox à, sao không thấy gọi chốt đơn, bà thì thuê bao. Rồi không, mình dùng cho em mã tặng nha mấy chị nha, hãy bán chi ăn cho mấy chị. Cái này là hãy like hết rồi mấy chị. Cái đơn này vừa hôm bữa khách gọi nghe máy mấy chị nha. Thì mấy chị ơi, lên dùng cho em nè. Có mấy con hãy bán tặng chi ăn cho mấy chị ha. Hai set nha mấy chị nha. Một cái set dạ này mấy chị, set dạ này nếu mà được, nếu mà vô là trước Tết là mấy chị phải mua hàng trên 500 á. Trên 500 và hãy cũng không có hàng like đâu mấy chị. Sẽ lên hàng em mấy chị này, nguyên set dạ này đẹp chưa, trời ơi xuất sắc chưa mấy chị ơi. Nghĩ sao không nghe máy thì mấy bà ơi, không nghe máy mà trong khi đó quá trời người chốt không được luôn ấy. Cắm bài tương tác lên đi cả nhà, bắt đầu sẽ lên hàng tặng hàng khách không nghe máy nhưng mới chịu nha. Đây nè, quá trời quá đó, xịn chưa, 200 mấy 300 mấy đó cả nhà ơi, hàng rất là đắt luôn ấy. La Hải có giá một ít ít nè mấy chị, một ít ít nhưng mới chịu nha, giá rất là rẻ luôn, bao hàng cho mấy chị là hàng lượng một luôn ấy. Mua hàng để ý ngay điện thoại nha mấy chịu nha, để lần sau mình còn vô mình mua được cả nhà, nếu mà không nghe điện thoại lần sau vô cũng không chốt được đâu cả nhà ơi, đã bị lưu rồi nha mấy chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em ha, chia sẻ like dùng cho em đi cả nhà ơi. Mấy chị có nhận được thông báo like không mấy chị ơi? Xem like chấm bài tung tái dùng cho Hải đi cả nhà ơi. Một lần hội trang cá nhân nha mấy chị nha, một lần hội nhóm để chế độ công khai dùng cho em đi cả nhà. Một lần hội trang cá nhân, một lần hội nhóm nha mấy chị nha. Cho em xin một nút chia sẻ like tương tác bài viết nha mấy chị nha. Chị nào lấy sỉ thì cọc dùng cho em khách mới nha mấy chị nha. Rồi chấm bài tung tác lên đi cả nhà ơi. Chấm bài tung tác đi, hôm nay nó sẽ có váy, có set nha mấy chị nha, và hàng hãng luôn. Hãy đăng mẫu như thế nào là tác y như vậy nha mấy chị nha. Và lô này là lô cuối cùng hàng váy xét tiệc nha mấy chị nha. Và mấy được sao là bắt đầu em sẽ chạy cho mình là hàng thường rồi cả nhà, có nghĩa là hàng mình mặc hàng hẻo nha mấy chị nha. Rồi chấm bài tung tác lên đi cả nhà ơi. Cho hãy xin nút chia sẻ like nha mấy chị nha. Hôm nay hàng đẹp lắm luôn, có váy có xét nha mấy chị nha. Hàng của đây mấy chị, hàng của Upline này có xét dạ, mà có cái váy dạ này cũng đẹp lắm nha mấy chị. Có váy dạ này hàng 550 590 gì lúc Tết này mấy chị, đẹp chưa. Rồi con này chị cũng có một con, hãy cũng có một con, hãy mua hàng đây mấy chị nè, y như vậy luôn, mua giá là 590 đẹp xuất sắc luôn nha mấy chị nha. Áo dạ dùng, váy dạ dùng cho em này. Rồi chấm bài tương tác lên đi cả nhà ơi, xem được thông báo like không cả nhà ơi. Chấm bài tương tác dùng cho Hải nha, chia sẻ like dùng cho em đi cả nhà, chia sẻ like dùng cho em ha. Like này em sẽ gom cho mình tới ngày mai, à là sáng mai, ngày mai Hải làm đơn cho mình nha mấy chị nha. Chị nào mà chốt gom like thêm á thì mình chốt nha mấy chị nha. Và ngày mai nhà em sẽ, ngày mai nhà em sẽ đi đơn nha mấy chị nha. Chấm bài tung tái lên đi cả nhà. Rồi bác Hải sẽ lên tặng nha mấy chị nha. Rồi con này Hải có cho mình tặng một nè. Tặng luôn cho mấy chị luôn 119.000 size S dùng cho em. Một con nha, của khách gọi không nghe máy nha mấy chị nha. Hoan hỷ nha, bán vui nha mấy chị.
ghi dùng cho em mã tặng 1, dùng cho em 119.000, dùng cho em duy nhất một con thôi. Hãy bán chi ăn cho mấy chị nha, chứ con này Hải không có nhập được giá này đâu. Tất cả cái giá mà bán tặng đầu like là bán lỗ nha mấy chịu nha. Bán chi ăn, bán mấy chị có thể cho mấy chị chia sẻ like dùm em ha. Một lần vào trang cá nhân, một lần hội nhóm để chế độ công khai dùm cho em. Tặng mấy chị luôn giá là 119.000 ghi mê mã tặng 1. Là bán lỗ đó cả nhà nha mấy chịu nha, hoan hỷ như mấy bạn. Tặng 1 ghi mê 119.000 chia sẻ like cho mê đơn cho. Rồi lên liền cho em mã tặng 2 đi, tặng mấy chị 109.000. Lên liền cho em mã tặng 2, 109 dùng cho em nè. Cái dùng cho em mã tặng 2, dùng cho em 109 luôn, có duy nhất được có con thôi. Nhà hàng của khách lộ nghe máy mấy chị. Tặng 119 chị Nhung LTT. Rồi lên liền cho em mã tặng 2 đi, em tặng mấy chị 109.000. Đầm hoa dùng cho em hiền, đầm hoa hàng 169 đó mấy chị. Rồi cái dùng cho em mã tặng 3 nè mấy chị. Tặng 3 nè, hãy có say mờ nha. Tặng 3 say mờ, tặng mấy chị 119.000 luôn. Lên liền cho em mã tặng 3, 119. Mấy chị ơi, chấm tặng 2, 119 cho Dương Ngọc Yến Nhi. Chia sẻ like tương tác lên chú em đó mấy chị ơi. Chấm bài tương tác lên đi cả nhà, hôm nay hàng đẹp lắm đó cả nhà ơi, xuất sắc lắm ấy. Rồi lên liền cho em mã tặng 3, tặng mấy chị luôn 100 mấy, 119.000. Ôi ôi, quá trời rẻ luôn mấy bà ơi. Lúc này mấy chị ơi, này mấy chị mua về, mấy chị ơi đi du lịch này kia lấy mang nha mấy chị ơi nha. Thật sự luôn ấy, đẹp lắm, siêu đẹp luôn. Rồi ghi dùng cho em mã, dùng cho em đi cả nhà. Xem like chấm bài tương tác cho nha mấy chị nha. Nó bị đứng à? Cái gì? Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em. Rồi em có cho mình cái set này siêu phẩm nè. Rồi may nha mấy chị nha. Tặng 3, 119 cho Phượng Râu. Rồi ghi dùng cho em mã, dùng cho em nè. Rồi em lên hàng luôn nha. Cái này có mấy set thôi, bà nào lấy thì tranh thủ lấy nhanh nha mấy chị nha. Rồi ghi dùng cho em mã, dùng cho em mã A mấy. Rồi là em mã A1 dùng cho em. Em có cho mình size S, size M169 nha mấy chị nha. Hãy đưa cho mấy chị cái con sơ mi mấy chị xem. Cái sơ mi của nó rất là đẹp nha mấy chị nha. Sơ mi xịn chưa. Áo này mấy chị, áo là của nó sẽ là 3 hàng nút luôn nè. Áo 3 hàng nút nha mấy chị nha. Nguyên một set luôn mấy chị. Áo sơ mi siêu siêu đỉnh luôn á. Ghi dùng cho em mã A1 kèm size dùm em, size S và size M dùng cho em, quần đẹp chưa. Trời ơi, ghiền cái quần không đó cả nhà ơi nha. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã A1 lên size dùm em. Hãy có size S với size M và sơ mi rất là đẹp nha. Sơ mi đẹp lắm, hàng nhà bôn đó cả nhà. Có được có 5 set thôi mấy chị lên nhanh nha. Ghi dùng cho em mã, dùng cho em nè mấy chị nè. Còn lên liền cho em mã, dùng cho em nè. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã A1 lên size dùm em, size S, size M dùng cho hả? Rồi, lên tiếp nha. A1 bao nhiêu rồi? A1 là 169.000. A1 S cho Mimi đặng. Rồi lên liền cho em mã A1 S mời Quỳnh Giang. Rồi lên liền cho em mã A2 size S dùng cho em này, 169 dùng cho em. Lấy đi cả nhà ơi, con này nó thật sự luôn ấy, nó quá là hot luôn nha mấy chị nha. Vì dùng cho em mã A2 dùng cho em. A1 S cho Đào Thị Khuyến. A2 này có được có 4 con đó. 4 con thôi, 169 mấy chị, 169. A1 S cho Thanh Mỹ Khu. Rồi lên liền cho em mã A2, 169 dùng cho em. Size S dùng cho em. A1 M xuống 7 con đầu. Đây mấy chị, chất của nó nè. A1 S cho Tina Mini. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A2 dùng cho em. Lên liền cho em mã A2 nhưng mới chịu. A1 M Hà Tuyên. Đầm dạ dùng cho em. Giá là 169.000. Cứ dùng cho em mã, dùng cho em mã A2 nhưng mới chịu nha. A2 dùng cho em 169. Ok Mimi lận ạ. Size S nhưng mới chịu nha. Size S dùng cho em. Đầm hãy đầm lại 2 chừng. Rồi xíu giờ lên luôn rồi. A2 lấy cho em 169 đi ạ. A2 Thu Nguyễn. Lên luôn nha mới chịu thì. Rồi lên liền cho em mã Upline dùng cho em nè. A3 dùng cho em, phải like 220 nha mấy chị nha. Vẫn giá luôn á mấy chị, bao giá luôn nha mấy chị nha. Hàng này có nhiều shop người ta. A1 hết là Nguyễn Thu Huyền rồi. Người ta lấy với giá hại nhưng mà hại, người ta bán ra tới hàng mấy mấy chị xỉ tới 200, gần 300.000 một đầm lần nha mấy chị nha. Hãy like cho mấy chị giá 220 nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mà A3 dùng cho em. Lên liền cho em mà A3 dùng cho em ha. 220 dùng cho em nhưng mà xịn lắm cả nhà ơi, đáng đồng tiền bát gạo lắm nha. Xịn sò lắm. A3 Quỳnh Giang. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A3 dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã A3 nha mới chịu nha. 220 dùng cho em, xịn sò lắm nha mới chịu nha. Rất là đẹp luôn. Và hàng của nó sẽ là đầm hàng upline nha mới chịu nha. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã A3 dùng cho em. Lên liền cho em mã A3 dùng cho em.
220 dùng cho em, hàng upline dùng cho em nè mấy chị. Hải có được có vài con thôi. Kim em mã A3. Trời ơi, mấy chị ơi, ủa tao mặc cái quần mà nó bị lỏng cái chân váy. A3 Bảo Minh, A3 Linh Lam. Ôi, có cái mã này A3 Phương Hà. Cũng trước tranh nhau nè. Có chị còn inbox Hải ơi, còn việc A3 Mimi Đặng. Mấy chị năng nỉ lắm, được 3 set nha mấy chịu nha, 3 set cho 3 chị. A3 Thanh Vị Khu. Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã A4 size S dùng cho em nè. A3 Lệ Tuấn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em A4 size S dùng cho em. Chân váy đẹp chưa? Chân váy đẹp lắm cả nhà ơi. Ghi dùng cho em mã dùng cho em, áo cũng đẹp nè. Lên liền cho em mã A4 size S thôi cả nhà. A4 size S dùng cho em nha. Giá là 169.000 mấy chị. A4 size S 169. Lên liền cho em mã A4 size S dùng cho em 169. Trời ơi, nhức nách luôn. Nhức nách mấy chị ơi. Rồi em có cho mình được à. A4 Hà Thu. Rồi lên liền cho em mã A5 size S dùng cho em đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã A5. Trời ơi, nhức nách luôn á cả nhà ơi, 300 rưỡi. Chị Hà Thu ơi, chọn thêm bị cọc giúp em 100 ngàn vào tài khoản đi rồi chốt tiếp chị hả? 300 mấy ngàn đó. A4 mà chị có xe S rồi cho Mimi lặng. Các chị chúc lệ nha. Cứ dùng cho em mã dùng cho em. A4 cho Thanh Vĩ Khu. Ừ. Mấy con thôi cả nhà ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái này có áo dài mấy chị. Được 2 set. A5 bao nhiêu bao nhiêu? A5 169. Cái này cũng có nữa. Không, đây này. Rồi lên liền. A5 lấy với em 169 size S rồi. Rồi lên A5 liền. A5 Mimi lần. A6 nha mấy chị nha. A6 áo dài dùng cho em. Size S dùng cho em. Lên liền cho em mà A6 mấy chị. A5 cho Quân Quỳnh. Trời ơi, cái áo dài hàng upline nó đẹp chứ mấy chị ơi. Đây. Có 2 set thôi mấy chị ơi. 2 set nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Có 2 cái thôi mấy chị, không có nhiều nha. 220 dùng cho em. A5 là 169, A6 là 220. 2 cái thôi cả nhà ơi. A6 Mimi đặt A6 ra ngoài. Mình chưa có tụi mình mất cái đàn một cái kiểu này. Lên liền cho em mã A6 mấy chị. Chị đi trời, đẹp quá trời luôn mà có 2 con. Rồi lên liền cho em mã A7 dùng cho em, 220 dùng cho em, size S luôn cả nhà. Lên liền cho em mã A7 dùng cho em nè. 2 con thôi mấy chị ơi. 2 con nha. Lên liền cho em mã dùng cho em, mã A7 dùng cho em. Mấy cái hàng này. Rồi em nói hợp lên A7 220 thì giúp em đi ạ. Đi dùng cho em mã, dùng cho em mã A7 dùng cho em. Lên liền cho em mã A7 trước đi cả nhà. Lên liền cho em mã A7 đi cả nhà ơi. A7 220 cho Mimi Đạm. A7 220 cho chị Thu Nguyễn. Hát ma A7 à. Mấy chị ơi, từ từ nha mấy chị nha. Tại vì tự nhiên bóc nó có size S á, chứ có size L nữa nha mấy chị nha. Đợi một chút xíu. Rồi lên liền cho em mã xếp em mang nha mấy chị nha. A8 dùng cho em. A8 size S dùng cho em nha mấy chị nha. Hãy tâm đắc nhất cái áo luôn á. Cả cái chân váy của nó nha mấy chị nha. Của nó mấy chị nè. Quần bên trong là quần tắt tay như thế này luôn nha cả nhà nha. Không 169.000 lên liền cho em mã A8 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã A8 nha, chân váy rất là đẹp luôn. Hãy mang nó hơi bị rộng một chút xíu nha mấy chị nha. Thật sự luôn, chị nào mang vừa form vô rất là đẹp luôn á. Áo rất là đẹp nha cả nhà nha. Kèm cho mình nè mấy chị. Cái này là nó có quần bên trong nha mấy chị nha. Quần tách tay cho Hải nè. Hải có duy nhất được có 4 set thôi. Lên liền cho em mã A8.
A8 cho Mimi Đặng, A8 cho An Hồi, A8 cho Đào Thị Khuyến. A8 chỉ có xe S mấy chị nha, A8 cho Thu Nguyễn. Em mà A8 đi mấy chị. Hết ba A8 ạ. Rồi cái dùng cho em mã A9 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã A9 đầm tiệc luôn cả nhà ơi, size S dùng cho em đi cả nhà. 169.000 dùng cho em. Đầm tiệc nha mấy chị nha. Con này chị nào mà đi tiệc tùng mùa này mấy chị chốt liền cho hỏi 169.000 thôi cả nhà. Chất rất là đẹp nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã A9 dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã A9 dùng cho em 169.000. Cái dùng cho em mã A9 169.000 cho em. A9 nha mấy chị nha, 169 dùng cho em đi mấy chị ơi. Rồi, size M đây. Chị gì con rồi? Chị Mimi đặt lấy cái mẫu này nè chị. Bao nhiêu? Ai cho lấy 169 cho Thu Nguyễn, cho Quỳnh Giang, cho Huỳnh Yến Nhi. A10 size M dùng cho em. Lên liền cho em mà A10 size M mấy chị nhìn nè em ha. Cái đường ở đây mấy chị nhìn nè. Đó, nó sẽ làm cây cho mình ha, kiểu như nó đứng phồn luôn, nó rất là đẹp ha. Size M dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã A10 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã A10 size M nha mấy chị nha. Hàng upline dùng cho em. Upline nha mấy chị nha. Đầm dùng cho em. Xịn sò lắm cả nhà ơi, vải rất là đẹp nha. Vải cực kỳ đẹp luôn. Size M dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã A10. A10 M nha mấy chị nha. Đầm này hả cả nhà ơi, đầm này em còn ấy. Cái dùng cho em mã A10 đi cả nhà. A10 size M. 220. 220 nha mấy chị nha. 220 cho Mimi Đặng. Rồi chị nào mà vô sao chưa chốt được lên liền cho em mã 11. A10 ở Ngọc 392. Rồi lên liền cho em mã 11 dùng cho em. 220 hàng upline dùng cho em nha mấy chị nha. Nói chung là rất là đẹp luôn. Vì sao hãy bán 220 mấy chị cứ xem hàng. A10 sang sang. Chị sang sang ơi, chọn thêm mình cọc thêm giúp em chị nhá. Sang sang chọn thêm mình cọc thêm giúp em ạ. À. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 11 dùng cho em, 220 dùng cho em, hàng upline dùng cho Hải Hiền. Chắc đẹp lắm cả nhà ơi, nó xịn sò lắm. Dạ đúng rồi chị, bữa nay live buổi tối nó hơi bị lan một chút xíu nhưng mới chịu nha. Mạng bữa nay nó đang bị cá mập cắn á cả nhà nên là nó hơi bị yếu một chút xíu nha mới chịu nha. Rồi chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 11 dùng cho em đi cả nhà. Lên liền cho em mã 11 dùng cho em. Giá là 220 dùng cho em ha. Là cái đầm hải đang treo lên đây nè mấy chị. A8 lúc nãy là thì Khuyến có rồi à. Upline dùng cho em nè. Upline nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 11 dùng cho em. Size S, size M, size L mang được luôn cả nhà. Bầu bí bông trang vô tư. A11 lấy giúp em 220 ạ. Bầu bí bông trang vô tư nha cả nhà nha. Mười một bích ngọc 20. Còn nhớ dụ cái hàng kia em coi đi. Hàng upline nha, có set duy nhất. Mã 10 mấy nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 10, 12. Hãy có một set thôi mấy chị ơi. Một set nha mấy chị nha. Upline dùng cho em này, size S. Ở đây nó sẽ có cho mình cái quần, kèm cho mình là một con xiên vái nha. Kèm cho mình một con áo luôn, có một cái thôi cả nha. Một cái duy nhất. 12, một con nhí cho Mimi Đặng 20. Còn được 2 set. Có được 2 set mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 12. Nó lắc rồi. Giờ là nó bị vậy đó cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 12, em còn 2 set giờ lại cho em 220.000 ạ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè, hãy có được 2 set nha mấy chị nha. Quần của em là quần ống sung nhưng mà ống sung vừa mấy chị. Lên liền cho em mã này là mã 13 dùng cho em nè. 169.000 dùng cho em. Áo rất là đẹp nha cả nhà nha. Áo của nó là dạng áo kiểu luôn á cả nhà. Kèm cho mình là quần dùng cho em nè. Quần của nó quần ống sung nhưng mà ống của nó là ống sung vừa nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 13 dùng cho em. 169.000 dùng cho em 2 set thôi mấy chị ơi. 2 set nha. 13 set cho em 169 lên giúp em ạ. Lên liền cho em mã 13 dùng cho em. 169.000 dùng cho em. 2 con duy nhất thôi mấy chị ơi.
xem like chấm bài dùm cho em đi mấy chị ơi. Trời ơi 13 lên giúp em 169 đi mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 14 size M dùm cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em mã 14 size M. Trời ơi, cái mẫu này bán có 169.000 mà còn kèm thêm được một con áo khoác nữa. Đó, chốt lẹ nha, chuẩn mẫu em ốp luôn cho mình luôn. Mẫu này là hàng của nhà này thì nó kèm cho mình một con áo khoác nữa nha mấy chị nha. Một con áo khoác nữa nè mấy chị. Một con áo khoác có cầu vai luôn. Có xếp duy nhất rồi, 14 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 14 size M nha mấy chị nha. Một con váy nè, xong rồi kèm cho mình một con áo khoác nữa. Hàng này là có xem một con áo khoác nữa. Hàng hai lớp luôn mấy chị. 14 một size như quần dài. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 15 dùng cho em nguyên size luôn mấy chị. Lên liền cho em mã 15 chất đẹp chưa nè. Rồi ghi dùng cho em mã 15 dùng cho em đi cả nhà. 15 này có size M 149.000. Từ khoan đợi hãy xíu nha. Ô có sao có một set mấy chị ơi. Một set thôi 149.000 nè mấy chị nè. Áo nha mấy chị nha. Xong rồi kèm quần cho mình 149 có sỉ luôn đó mấy bà chế nghe. Cái này hãy nhập rẻ hay bán rẻ cho mấy chị hả, yên tâm. 15 149 lên giúp em nha Huy Đặng. Sao mà nó đen thui đi nữa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 16 dùng cho em này. 149 size S dùng cho em. Size S mấy chị. Một con váy dùng cho em hè. Xong rồi sẽ kèm cho mình thêm một con áo khoác ở bên ngoài nữa nè. Trời ơi set này rất là đẹp nha mấy chị nha. Áo này mấy chị nè, cái đầm cái váy của nó sẽ là nó kiểu như là đuôi cá nhẹ dưới nha mấy chị nha. Kèm cho mình là một con áo ở bên ngoài nữa. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 16 dùng cho em đi cả nhà. 16 này mình may cho em được size S size M luôn nha mấy chị nha. 16 dùng cho em SM mang được luôn. Luôn mấy chị. Cái đuôi váy nó đẹp nè. Cho mấy chị nha, đuôi cá ấy. 16 149 dùng cho em. 16 quần da 149. Đây cái này nãy chị rút chị để đúng không? Rồi lên liền cho em mã 16 sang đi nguyên tròn 149. Rồi lên liền cho em mã 17 dùng cho em nè. 169.000 duy nhất 3 con. Cho chị nào nhanh thì có nha mấy chị nha. Phía sau của nó váy nè. Và ở đây nó sẽ có cho mình một cái bản cột nè. Rồi con váy này mấy chị ơi rất là hot luôn ấy. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái cổ váy rất là xinh nha. 169.000 size S size M mang được luôn. SML mang vừa luôn cả nhà. Coi giãn nè, phôn váy nè mấy chị nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 17 dùng cho em dùng cho hải 17 nha mấy chị nha. Trời ơi cái chất này mấy chị, chất váy đẹp chưa. Khi dùng cho em mã dùng cho em mã 17 dùng cho em 169.000 dùng cho hải. Lên liền cho em mã 17 17 xung 7 màu. Lên liền cho em mã 17 169 dùng cho em. Duy nhất được có 2 con thôi. 3 con. 17 lấy cho em 169 ạ. Ô cha 17 Đặng Huỳnh Như, Đặng Huỳnh Như chọn thêm mì cọp với em 100 ngàn mà tài khoản đi rồi chốt tiếp gì hả? Nghĩ sao giờ lại Đặng Huỳnh Như chọn thêm mì cọp với em ạ. Trời ơi, áo dài mấy chị. 17 ai Viên Nguyễn. Nhìn vô cái quần là biết hàng có xịn hay không luôn ấy. 169.000 size M dùng cho em mã mấy anh? 18 size M áo dài dùng cho em. Ui, xinh lắm cả nhà ơi, rút dây dùng cho Hải nghe. Lên liền cho em mã dùng cho em đi mấy chị. Hàng em lay là hàng nhà PH Design này nè mấy chị. PH Design nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 18 size M dùng cho em. Trời giá có 169.000 cái áo dài hàng xịn luôn mấy chị. Áo dài nè mấy chị nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 10. Chị muốn hàng em một lần mấy chị nó chọn thêm thì cộng cho em mà 18 169 lên giúp em cho Trang Huỳnh. Lên liền cho em mã 18 size M 169 á, có S nữa nè mấy chị nè. Có một con S thôi, chị nào lấy 18 kèm size SM vô dùng cho em có 169.000 nhưng mà chất dày cộm luôn cả nhà ơi. Dày dặn rất là đẹp nha mấy chị nha, hàng PH dùng cho em ha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 18 lên size dùng cho hãy. Kèm size nha mấy chị nha, hãy có cho mình size S với size M đó, một con S thôi. Bạn nào mặc vừa S thì chốt liền. Rồi con này tay ngắn này mấy chị. 18 S cho Mỹ Dung Trần. Rồi lên liền cho em mã 19 169 mấy chị. Lên liền cho em mã 19 dùng cho em 169. 18 em còn 2 con M giờ là chút gì chú em ạ. À. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 19 dùng cho em 169 dùng cho em. Lên liền cho em mã 19 169 đầm dài màu trắng dùng cho hãy. Một con thôi, cả nhà hàng hôm nay không có nhiều như mấy hồi đó mấy chị ơi.
Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Khi dùng cho em mã 20, hãy có cho mình size S, size M 149 ngàn. Con này mình mặc vô thì nó y như một cái set vậy đó mấy chị. Y như một cái set nha mấy chị nha. 19 cho Thanh Vị Khu. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 lên size dùng cho Hải. Hãy có cho mình size S và hãy có cho mình size M nha mấy chị nha. Vải hơi bị xịn nha mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 dùng cho em. Lên liền cho em mã 20 kèm size vô dùng cho em nè mấy chị. 20 lên size nha, size S và size M dùng cho em. Giá là 149 ngàn dùng cho Hải. Lên liền cho em mã dùng 20 kèm size dùng cho Hải. Size S với size M. 20 S cho Nguyễn Phương Hà 149. Nó quái nó rộng. 20 Trời ơi em, mấy cái ơi em còn áo dài nè mấy chị. Em còn được áo dài upline 20 mấy chị kèm size M đi lên 149 nha. Đi mấy chị có 149 nha. Rồi không phải cái này là cái cái set. Rồi set này mấy chị nhìn video của quá diễn rồi. Thí Văn Trần Closet đó cả nhà ơi, đẹp lắm nha. Con này mình mang cho em được size S, size M luôn. Hãy like 220. Ghi dùng cho em mã 20, 21 dùng cho em đi cả nhà. Được có 2 set thôi mấy chị. 2 set nha mấy chị nha. Áo này mấy chị nè. Áo nha mấy chị nha. Xong rồi sẽ kèm cho mình là một con chân váy tắt quần tắt ta luôn mấy chị. Quần tắt ta nha mấy chị nha. Ghi dùng cho em mã dùng cho em mã 20, 21 dùng cho em, 20 dùng cho em. Lên liền cho em mã 21 đi cả nhà. 220 dùng cho em nha. 2 set thôi mấy chị. Em tưởng áo dài mà không. Nó là hàng upline nha mấy chị nha. Upline dùng cho em. Cho dùng cho em mã dùng 24-20 cho Sương Sương. Rồi 24 cho em 220 ngàn đi ạ. Rồi lên liền cho em mã 22 dùng cho em có SM 149 ngàn. Xem lại cho mời tương tác chia sẻ là chúng em bây giờ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị nè. Rồi lên liền cho 24 Thanh Mỹ Khô 22 lên size SM 149 ngàn. Dây là mình sẽ đen. Em hết rồi. Đen nha mấy chị nha. Còn anh chút nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Mấy chị con đó nó là Babydoll mấy chị. Dạng áo Babydoll. Và chân váy của nó là có chung nữa nên là mình mặc mờ được. Lên liền cho em mã 20 22 kèm size SM 149. 22 kèm size SM 149 cho Quỳnh Giang SM. Lên liền cho em mã 22 dùng cho em. 22 lên với em ạ. À. 22 cho Mỹ Dung Trần 149. Cái mẫu này xinh quá mấy bà chế ơi. 20 23 đi mấy chị. Khoan nha, em cầm cái nô này. 22 bên còn một con xe S thôi chị Trần thì Mỹ Hạnh ơi. Hết mờ ạ. Để em coi cái này em có xây gì nha. 149 ngàn, 20 mấy nha. 23 dùng cho em nè. Con này mấy chị mang cho em 55kg đổi lại mang được nha. Lên liền cho em 23, 23 đẹp lắm luôn á chị. 23 về mang đi tuyệt đẹp. Trời ơi đúng xây luôn á. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 23 dùng cho em. Lên liền cho em mã 23 149 ngàn thôi mấy chị. 149 nha. Lên liền cho em mã 23 149. 23 An Hoài 149. Lên liền cho em mã 23 149 dùng cho em. 23 Đỗ Dung 149. Ơi, chưa? Có bộ caro chưa? Em không nhớ nữa mấy chị nghe. Lậu kia bên kia gì không? Tại đó tôi lậu biết không? Lậu biết thì lậu biết rồi mọi người nhé. Rồi, cái này đẹp nè, Quỳnh Giang lấy. 23 Phan Thị Thanh Dung. Hãy thề luôn, cái chân váy của nó rất là đẹp luôn. Size S, size M. 24 SM 149. 23 Mỹ Dung Trần. Rồi lên liền kem mã 24 kèm size SM 149. Mấy chị thấy cái chân váy của nó đẹp không cả nhà ơi? Mà nó là màu rêu rêu. 23 Phúc Nem Đắc Nem nha, màu của nó rêu rêu nữa rất là đẹp luôn. 24 lên size dùm em. Size S và size M bên trong là có quần cho mình nha. Có quần cho Hải luôn, kèm cho mình áo nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 24 lên size dùm em. Hải có size S với size M 149 ngàn mấy chị. 149 ngàn. 24 S cho nhỏ lên. Ôi mấy chị ơi, chân quá đẹp quá trời luôn á. Lên liền cho em mã 24 kèm size dùm em size M nè. 24 M cho Trang Huỳnh. Chẳng có rồi. 24 SM Quỳnh Giang. Còn 25 là hãy có chỉ nhất size M thôi cả nhà. 149 ngàn. Đâu,
cô bà nào thì lấy ngay và luôn nha. Nhét một lần. 24 mờ hiếu phạm. Rồi lên liền cho em mã 25149. Hết mã 24 rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 rồi. 25 dùng cho cô bà ché nào thì lấy ngay và luôn nha. Dây này đây mấy chị sẽ đan, mình sẽ đan hai bên cho mấy chị nha. Và cái form này nè mấy chị, là ngực mình tới đâu thì mình vô tới đó dùng cho Hải, thì nó có mấy nắp cho mình nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 rồi. 25 dùng cho em viêm em mã 25 nha. 25 dùng cho em đầm tiền dùng cho Hải, có mốt ngực luôn. Và mấy chị nhìn cái chất nè mấy chị, 25 ml đậm chất rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Em bao hàng lộ 1 nha, 149.000. Sang em mồi dùng cho em. Sang mồi nha khách nha. 25 nữa giúp em Quỳnh Giang. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên mã 25 cho em 149.000 rồi. Rồi cái dùng cho em mã 26 hãy có cho mình là size S không mấy chị. 26 size S 169 nè mấy chị. 169 nha mấy chị ơi nha. Trời ơi sơ mi nè. Mấy chị nhìn cái vạt cổ của sơ mi nè mấy chị nè. Nhưng mà con này hãy chỉ có cho mình size S thôi nha mấy chị ơi nha. Quần rất là đẹp luôn á. Quần đẹp chưa? Cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 20 26 size S dùng cho em đi cả nhà, 169 26 muốn cho như Nguyễn 411. Quá đẹp luôn ấy. Đây mấy chị nè. Lên liền cho em mã 26 dùng cho em. 26 mi đặng. Lên liền cho em 26 là 169 mấy chị nhớ. 169 dùng cho em. Phim em mã 26 169 size S mấy chị. Nặng đẹp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 26. Để đi lắm. 26 như nguyện có rồi ạ. 26 lấy cho em 169. Rồi 26 xanh đi nguyên trần. Rồi cái dùng cho em mã 20. 27 size M dùng cho em, 169 dùng cho em, yếm dùng cho em phải nha. Yếm nha mới chịu nha. Áo bên trong của nó hơi bị đỉnh luôn á. 26 em còn 26 169 giờ lại chốt liền cho em ạ. Nha, áo bên trong hơi bị đỉnh luôn cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 27 dùng cho em đi cả nhà. Chốt liền dùng cho em mã 27, yếm dùng cho em size M nha khách nha. Size M dùng cho em. Một mấy quên rồi, 169 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã yếm dùng cho em. Yếm nha mới chịu nha. Yếm size M dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 27 dùng cho em nè mấy chị nè. Chị nào bầu bí buông cho em vô tư cho em luôn nha. Form của nó nè mấy chị. Form của nó sẽ là form A nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 27 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 27. 169 dùng cho em. 169 nha mấy chị nha. 169 ngàn. Bầu bí buông cho em vô tư trời. Rồi. Bà ơi chuẩn bị bàn phím bấm cái mã này nha. Cái mã 27 đó cho em 169 ngàn nha. Một mẫu đồ nha. Bị bàn phím bấm mã siêu phẩm này nha khách nha. Là kèm cho mình là một con áo khoác này mấy chị, một con áo khoác nha. Xong rồi sẽ kèm cho mình là một con váy này, 169.000 size S và size M. Lên liền cho em mã 28, lên size S và size M dùng cho em. Một con váy nha mấy chị nha, xong rồi kèm cho mình một con áo khoác và hàng của nó sẽ là hàng hai lớp như thế này luôn mấy chị. Nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20. 28 dùng cho em. 28 lên size dùng em ha. Em có cho mình size S và em có cho mình size M. Giá là 169.000 mấy chị. Cứ dùng cho em mã dùng cho em. 28S cho Nguyễn Hương 865. Hai tám mời dùng bi. 28M đằng là Thiên Trang. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 20, 29 là một con đầm cho mấy chị. Một con đầm như mấy chị nha. Nó sẽ co giãn cho mình nè. Rồi nó tặng kèm cho mình hai cái tay nữa mấy chị. 149 nè. 28M Nguyễn Thảo. Rồi lên liền cho em mã 29 dùng cho em. 29 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 29. 28S cho anh Vi Phạm. 29 đi cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 29, 149 đầm body dùng cho em. Hàng 28 em đi cầu con size S thôi.
hai lớp nha mấy hết chị. Hết mờ mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 29 dùng cho em. 149.000 dùng cho em. Lên liền cho em mã 29149. 29 nha mấy chị nha, 149.000. Em còn một set size S mã 28 mấy chị ơi. 28 một con S. Chị nào S? Thấy tao mấy cho mẹ ngột bệt. Rồi cái dùng che mã mà mấy 30 dùng cho em này, 149 dùng cho em. Lên liền che mã 30 149. Cái dùng che mã 30 dùng cho em 149.000. 28 hãy hết rồi cả nhà ơi. 28 hết rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 dùng cho em nha mấy chị nha. Mã 30 dùng cho em. 149 dùng cho em nè, vải đẹp chưa mấy chị. Chắc vải hàng của nhà B này nè mấy chị. B nha mấy chị nha. Bây giờ đi kiếm hình này ấp hình cho mấy chị. Nó to cái cục đen này có một cục mặt em con nó có trùng ở dưới kia. À đầm treo. Là ren trắng đen mà gì vậy? Cái đầm ren này hả chị ơi? Cái đầm ren này chỉ có size hãy còn S thôi cả nhà. Hãy chỉ còn S thôi. Xin lỗi chấm rồi, tương tác chia sẻ like lên với mình nè mấy chị ha. Rồi vừa rồi chị nào hụt cái đầm này thì chốt lại dùng cho em thì mã mấy hả? 31 size S dùng cho em. 220 dùng cho em, hàng upline dùng cho em ha. Nó sẽ tặng kèm cho mình là một cái bông như thế này và tặng kèm cho mình hai cái này nha mấy chị nha. Hai cái dây, hai cái tay nữa nha mấy chị nha. Giá là 220. Size của Hải đang cầm là size S nha. Kèo lấy thì chốt liền cho em mã 30. 31 dùng cho em. Lên liền cho em mã 31. Hải chỉ có được vài con thôi nha mấy chị nha. Không có nhiều đâu cả nhà. 34 mini đã. Mã 31 dùng cho em. Lên liền cho em mã 31 size S không? 220. 34 như nguyện mua 1. Bao mốt xương xương. Lên mã 31 lên cho em 20 đi ạ. Lên liền cho em mã 31 nha cả nhà nha. 31 dùng cho ạ đi mấy chị. Xem like chấm bài tương tác dùng cho em nha mấy chị ơi. 31 hả lên. Rồi lên liền cho em mã 32 size S có size S. Lên liền cho em mã 32 size S 220 hàng offline. Một con chân vải nha mấy chị nha. Kèm cho mình một con áo nè. Nhưng mà một set duy nhất thôi cả nhà ơi. Lên liền cho em mã 30 32 dùng cho em. 32 set dạ hàng offline nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 32 dùng cho em. 32 là cho em 220 ngàn ạ. 220 nha mấy chị nha. Set dạ dùng cho em. Rồi cái này hãy có cho mình là set 3 món dùng cho em nè. Set 3 món đây nha mấy chị nha. Chết. Cái này chiều lại cho em một set size. Mấy chị ơi cái này em chốt 2 set thôi nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã ba mấy nè. 33. Chị xương xương tại vì chị khách quen ấy, chọn thêm thì mới còn chị ha. Rồi lên liền cho em mã 33 dùng cho em size S. Em chốt được mà. Em chốt được 2 set thôi nha, chốt cho 2 chị thôi. Bao nhiêu? 220. 32. 33 lên chút em 20 cho Mimi đàn. Rồi cái set này có video rồi đó phải không? 33 ấy cho anh vi phạm. Hết rồi 33 rồi mấy chị ơi. Hết 33 mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã 30 34 dùng cho em nè. Lên liền cho em mã 34 220 size M dùng cho em. Trời ơi M nha. Rồi lên liền cho em mã 30 34 lên size dùm em. 34 hãy có cho mình là size S với size M nha. Lên liền cho em mã 34 lên size dùm em. Rồi lên liền cho em mã 34 đầm dùng cho em. Quấy tiệt chứ phải nhỉ hồi. Quấy xịn lắm cái chất của nó nè mấy chị. Hàng của upline luôn nha mấy chị nha. Upline dùng cho em nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30
34 dùng cho em. 34 kèm size vô dùng cho em. Size S với size M dùng cho em. S M thôi chị. Rồi lên liền cho em mã dùng à, cho em. À nếu mình em đi 34. Em trừ cọc 300 là chị trả thanh nha. 34 lên size dùng em. 34 kèm size cắt line dùng cho em nha. Trời ơi cái mẫu này mấy chị chốt liền đi mấy chị ơi. Nó xuất sắc lắm đó. 220 thiệt luôn ấy. 34 size M bảo Minh. 34 mấy chị. M. Cái gì mà em 34 lên size S M. 34 M nguyên dinh. Rồi lên liền cho em mã 34 tiền size dùm em. Size S size M dùm cho em. Sao mà đẹp. 34 bên em còn S thôi ạ. Ôi mấy chị ơi. 34 bên em còn S thôi chị ạ. Chị Sương Sương chọn nhiều thì cọc chị nhá. Chọn thêm thì cọc chị ạ. 35 mấy chị, size M dùng cho em. Trời ơi, size quá trời luôn ấy. Con này chị nào mặc size mấy chị eo mà eo 7, 7, 8, 7, 9 đổi lại mang được luôn á cả nhà. Trời ơi, đúng đẹp luôn ấy, mấy bà ơi. 35 yên yên. Những mẫu mà thiệt like giá quá trời đẻ luôn. 35 lựa dung. 35 em hết rồi. Còn lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 36 dùng cho em, 129 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 36, 129 áo khoác dạng ngắn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 36 dùng cho em đi cả nhà. Chốt liền cho em mã 36 nha mấy chị nha. 36 dùng cho em một con áo khoác dùng cho em nha mấy chị nha. Áo khoác bomber dáng ngắn dùng cho em mặc ôm rất là đẹp nha. Màu siêu siêu đẹp luôn. Chỉ có giá là 129.000 thôi mấy chị nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 30 mấy không? 36 dùng cho em đi cả nha. 36129 lấy lên cho em mã 36129 xem like chấm bài tương tác dùng cho Hải nha. Rồi lên liền cho em mã 37 siêu phẩm dùng cho em mấy chị nè. 37169 dùng cho em. Lên liền cho em mã 37169 size S. Con này Út Huỳnh lúc nào mới chịu không hỏi cho ấy. Nhưng mới chịu nha. Ôm dùng cho em mà vải siêu đỉnh luôn ấy. Vải siêu siêu đỉnh nha mới chịu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Mã 30 37 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 37. Fan lắm đó cả nhà ơi. Con này mặt này mặt ở phía trước của nó nè mấy chị. Ngay với cái cổ nó sẽ xé nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 37 dùng cho em. 169.000 dùng cho Hải. Xem like chấm bài tương tác cho Hải có nghe. 37 đổi vô. Lên liền cho em mã 37 37 xuống 7 màu. Bao bảy yên yên. Rồi 38 này chỉ có size M thôi nè. 38 này chỉ có M thôi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 à. 38 size M dùng cho em nè. 150 á là 149.000 dùng cho em. 149 dùng cho em ha. Một con áo kiểu này mấy chị. Kèm cho mình là một con chân vái nè. Chân vái có quần bên trong nha. Và có túi luôn, vải chân vái rất là đẹp luôn cả nhà. 149.000 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 38 38 Quỳnh Giang. Lên liền cho em mã 38 size M dùng cho em. 38 Dương Bi. Cái em mã 38 size M nữa nha. 38 size M nha mấy chị nha. 38 cho em size M 149 đi ạ. Rồi 39 size M em có một con nè mấy chị nè. Lên liền cho em mã 39 size M 169.000. Lên liền cho em mã 39 size M 169. Cho chị cục đe cái size nhỏ đi. Rồi lên liền cho em mã 39 size M đầm xé. Nó giống với con màu đỏ lúc nãy á. Mà nó là màu nâu mấy chị. 169.000 dùng cho em. 169 nha khách yêu ơi. Chờ mấy cái này là bán giá này là không tin được nha. 39 lấy cho em 169 đi ạ. Đây lúc nãy chị nào. Đây mấy chị. Rồi con này Út Huỳnh bữa hôm trước nè mấy chị ơi. Ba mấy anh? 40 size M dùm cho em. 38 size M 149 cho Lê Trúc Lam. 40 size M 169. Trời ơi 169. Một con váy nha mấy chị. Váy nha lúc mình mặc thì nó sẽ căng ra dùng cho em thì. Sau đó sẽ kèm cho mình một con áo khoác ở bên ngoài. Cái này em có Út Huỳnh rồi á. Có cầu vai cho mình luôn.
lên liền cho em mã dùng cho em mã 40 dùng cho em 169 ngàn size M rồi bán cái size này 169 mấy chị ơi. 40 tìm hay đi size M. Lên liền cho em mã 40 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 40 size M. 40 Yên Yên. 40 size M. Trời ơi nặng lắm cả nhà ơi, dài nha. Đẹp hai lớp luôn cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 41 size S, một set duy nhất. Tóc hình trong nhúng sỉ luôn rồi cả nhà. 40 cho người Mỹ Hạnh. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 40. 41 dùng cho em nè. 41 này hãy có duy nhất một set thôi, size S á. Chị nào chốt thì lấy lại dùng cho em ha. Một con thôi cả nhà ơi. Áo của nó là xài cúp như thế này nha mấy chị nha. Kèm cho mình một con chân vái luôn, kéo xuống đi hãy có phần cho mình ở trong nhúng sỉ luôn rồi cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 41 đi cả nhà. 169 ngàn dùng cho em nha. Rồi váy upline size M dùng cho em. Hoa hồng lấy con này không em? 220 này, váy may cũng đẹp lắm lắm. 40 mấy không? 42 size M, hai upline dùng cho em. Upline nha mấy chị hiểu nha. Ở đây nó sẽ làm cho mình là cứng luôn này mấy chị nè. Con này mấy chị ơi mang đi tiệc nha mấy chị nha. Tiệc tùng hay là đám cưới này kia cũng đẹp lắm. 220 dùng cho em, hàng upline dùng cho em nha. Upline dùng cho em. Ở dưới cái đuôi váy của nó rất là đẹp luôn. Ở đây nó sẽ làm cứng cho mình luôn nha mấy chị nha. 220 dùng cho em nè, cứng nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 42 size M dùng. 42 Yên Nguyên. Cái này mặc lên đẹp lắm, sang lắm luôn á cả nhà. Đây nè. Lên liền cho em upline nha mấy chị nha. 220 dùng cho em, chị nào lấy đi chút cho hả. Xem like chấm bài tung tác lên đi cả nhà ơi. Hôm nay mạng kém quá mấy chị ha. 42 là dê chị Nhung cánh sức anh 220. Hôm nay mạng kém. Rồi cái này hãy bán áo nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã mấy anh? 43 dùng cho em. 129 ngàn dùng cho em. Lên liền cho em mã 43 129. Lên liền cho em mã 43 dùng cho em. 129 dùng cho em. 129 nha mấy chị nha. Áo sơ mi trắng bèo dùng cho em. Sơ mi bèo nha mấy chịu nha, tay của nó mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 40, 43 dùng cho em. 43 hàng em like là hàng NB nè. NB nha mấy chịu nha, con này mình mang vô tư mấy chị. S, M, L, XL đều mang được hết nha. 129 ngàn. 43 Mimi đặng, 43 Yến Nhi, 129. Lên mã 43 em còn 2 con, lên giúp em 129 ngàn à. Còn lên liền cho em mã. Em nói trước mấy chị là cái vải này nó rất là mát nha mấy chị nha. Vải siêu siêu xuống luôn á cả nhà ơi. Vải đẹp lắm. Lên liền cho em mã 40. 44 dùng cho em. 43 lên 756 129. 149 ngàn 2 con thôi mấy chị. Bên hông của nó sẽ làm nhúng cho mình nè mấy chị nè. Cái vải của nó mát mà đẹp lắm cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 40. 44 dùng cho em nè. Chốt liền cho em mã 44. 129 ngàn dùng cho em. Alo 149 ngàn mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 44 đi em sẽ 149 ngàn à. Lên liền cho em mã 44 dùng cho hãy đi cả nhà. 44 nha cả nhà nha. 44 viên vô. Rồi lên liền cho em mã 45 size 1. Làm tiệc nha. Con này đăng story là rất là nhiều bạn inbox hỏi chị ơi còn hay không nè. Size M hàng nhà Miên luôn đó. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 40. 45 dùng cho em. Lên liền cho em mã 45 size 1. Đầm tiệc dùng cho em nha mấy chị nha. Chị nào tiệc tùng nè, chị nào hay mặc là ví dụ như làm MC này kia nha, chị nào mà mặc đám cưới cũng rất là xinh đó cả nhà, xinh lắm. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 40, 45 size M dùng cho em 169 ngàn hàng nhà Minh luôn mấy chị. Hàng nhà Minh nha mấy chị nha. Chiều lấy thì chốt là dùng cho em mã dùng cho em mã 45 size M. 45M mấy chị, 45M nha, hàng nhà Minh dùng cho em giá là 149. 45 cho Thu Nguyễn 169. À 169 dùng cho em. 45 cho em 169 ngàn. Lên liền cho em mã 45 169 size M đi cả nhà ơi. Xem like chấm bài tương tác chia sẻ like là cho em mấy chị lên mã 45 169 với em ạ. Đẹp lắm mấy bà ơi. Xem like chấm bài dùng cho Hải đi, xem thử có bị ẩn không mấy chị. Đẹp xuất sắc chưa không? Cái đầm của nó này mấy chị. Xôm nha mấy chị nha, nó sẽ có một cái quần bên trong cho mình luôn cả nhà. Một cái quần bên trong ha, có mốt ngực luôn nè.
mút ngực nha mấy chịu nha. Ở đây của số nó chích mấy chị 40 mà 45 dùng cho em 169.000. Lên liền cho em mã 45 đi cả nhà, 169 dùng cho ai? 169 nha cả nhà nha. Rồi con này hãy có được 3 món rồi mấy chị. Chị đánh toàn mã đó là mã 45 á chị ha. 45 cũng sao là 1 à. Hãy bán nguyên set đó mấy chị. Rồi cái này hãy có cho mình. Tôi sao phải trắng size M cho thấm toàn 169. Set 3 món luôn mấy chị. Kèm cho mình là một con quần nữa nè. Size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 40. 47 một con quần này cả nhà. Một con quần ha. Kèm cho mình là một con áo sơ mi đều này mấy chị, cổ sơ mi ha. Kèm cho mình là một con áo bờ ra bên trong luôn, 169.000 set 3 món dùng cho em. Lên liền cho em 45 size M Thảo Nguyễn. 47 size M dùng cho em. Lên liền cho em mã 47 size M. Ok, thấm toàn ạ. 47 size M set 3 món. 169.000 cho em. 47 size M Quỳnh Giang. Thì mấy chị ơi, cái set này nó đẹp quá cả nhà. 47 Phượng Râu. Size M mà em like có 169.000 mấy chị. Kèm cho mình một con áo khoác này, hàng này mấy chị. Hàng hai lớp nè. 47 Thảo Nguyễn 377. Và kèm cho mình thêm một con váy nè. Ok Thảo Nguyễn ạ. À. 48. 48 nha mấy chị nha, 169.000 size M. Đúng hai set cuối cùng cúng cùi nha mấy bà nha. Váy dùng cho em. Lên liền cho em, lúc mình mặc nó sẽ căng cái ngực ra như thế này nha mấy chị nha. Xong rồi kèm cho mình áo khoác nè. Hàng hai lớp luôn. Hai lớp nha mấy chị nha, hàng nhà Miên 169.000 mã 40. 48. Kim em mã 48 hai set cho mấy chị. 48 set cho em cho Hậu Ngân 169. Lên liền cho em mã 48. 48 cho Thanh Nhi vô 169. Rồi lên liền cho em mã 40. 49 size S dùng cho em này, đầm tiệt luôn cả nhà, một con. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 49 size S 169. Rồi lên liền cho em mã 49 dùng cho em. 49 size S 169. Rồi lên liền cho em mã 49 size S 169 dùng cho em. Rồi ghi dùng cho em mã 50 149. Lên liền cho em mã 50 149. Áo đẹp không cả nhà ơi. Áo của nó sẽ là vạt nhọn như thế này nè mấy chị. Xong rồi kèm cho mình là một con quần ống thun luôn. Cái này em bán hơi bị sai sai đúng không? 149 là rẻ quá mấy chị nghe. Quần ống thun mà còn là quần ống thun vừa nữa. Hôm nay chị nào mà từ 55kg cho tới 60kg mình mang được luôn á cả nhà. Form rất là đẹp luôn nha, form đẹp. Video lấy mã nào chị ơi? Lên liền cho em mã 50. 50 dùng cho em SML mang về trời. 3 set thôi. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. Năm mươi một số chính là chứ em ạ. 50 đẹp lắm á chị Tâm An. 50 Tâm An. Rồi ghi dùng cho em mã 51. 169 dùng cho em. 50 Thấm Toàn. Chị ơi con này hàng 50 Mỹ Dung Trần. Hàng hàng đất á cả nhà. Hàng đất cho mấy chịu nha. Hãy like lại mấy chị 169 luôn. Size S. Lên liền cho em mã 51 size S. 169 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 50 là 14 á chị hả? Rồi lên liền cho em mã 51 dùng cho em này cả nhà. Size S đó cả nhà. Đầm trắng tiệp dùng cho em, phía sau của nó có cái dây cho mình nè mấy chị. Ở đây của nó sẽ là đá nha mấy chị nha, đá dùng cho em. Lên liền cho em mã 51 dùng cho em. 51 nha cả nhà nha, 51 size S dùng cho em, 169. Đầm trắng tiệp nha mấy chị nha, đá dùng cho em nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 51. 51 đi cả nhà. Cái này 51 với 169.000 nha. 51 là dùng cho em. Cái dùng cho em mã 51 cả nhà ơi. Rồi. Rồi cái set hàng đắt. Cảm ơn cảm ơn tương tác chia sẻ là lý do chị hả? Bị lỗi một chút xíu xìu xiu luôn. Chị nào lấy thì chốt dùng cho em ha. Cái này mấy chị. Vì cái này mình giặt dùng cho em ha. Kiểu như người ta treo mẫu á, nó bị dính một chút xíu thôi cả nhà. Vì mình giặt là nó ra cả nhà. Với là hoặc là mình mặc cái cổ lên thì nó không có thấy nha.
mặc vô cái cổ thì nó không thấy, tại vì nó ở bên cái bên trong này rồi mấy chị. Đây, hãy tặng lót với chị luôn ha. Giá là 180.000 luôn. Chị nào lấy thì chốt liền cho em 180 size S dùng chị. 180 size S nha mấy chị nha, hãy bán lỗ đó. Mấy cái hàng này hãy nhập vô rất là đắt nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã. Mã 52 lấy cho em 180 à. 180 size S nha mấy chị nha. 52 lấy cho em 180.000 mấy chị ạ. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em. Mã 50. 53 dùng cho em nè. 53 169 size M dùng cho em. Đó liền cho em mã 53. Nó 180 cho Lan Chi. Đây mấy chị, hàng chuẩn cho mình luôn ha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 53 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 53 size M dùng cho em. 53 size M nha, đầm tiệc dùng cho em. Ít bữa nó không có mấy con đầm tiệc này giá này đâu cả nhà ơi. Nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 53 dùng cho em. 53 size của Hải đang cầm là size M nha. 169.000 có giá sỉ luôn cả nhà. Chất siêu đẹp luôn mấy chị ơi, tan đá của nó là tan rồi dùng cho em ha. Tan rồi nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 53 size M dùng cho em. 53 size M nha mấy chị nha. 53 M dùng cho Hải. Rồi chị cho chị cái trắng đó nha. Chị gì một cái đó coi sao nha. Xem like chấm bài tương tác lên. 53 size M 169 lên cho em ạ. 53 size M mấy chị. Xem like chấm bài tương tác cho Hải với nha. Rồi con này Hải có một con lúc nãy Hải lên màu đỏ rồi nha. Còn này là màu đen. Size size S thôi. 54 size S mấy chị. Một bao nhiêu rồi? 220. 220 nha, hàng hắc lai dùng cho. Hồi nãy là có cho mình là màu đỏ, bây giờ là màu đen. Màu đen thì nó chỉ có đúng một con thôi cả nhà ơi. Một con duy nhất thôi nha mấy chị nha. Ở đây của nó sẽ là theo dùng cho em. Có cầu vai cho mình luôn và hàng hắc lai dùng cho em. Này hay có like cho mình màu đỏ đó cả nhà. Màu đỏ nha, cái này là màu đen, một con thôi mấy chị ơi. Một con duy nhất nha. Giá là 220 dùng cho em. Cái dùng cho em 54 đen 220.000 lên giúp em ạ. Sang. Hết mới chị chống mã kèm sơ sợi lên giúp em. Hết thôi đó mong nhỉ. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Màu trắng dùng cho em này. Ui. 600 mấy ngàn. Rồi mấy chị mua có 220 mà còn được hàng up like hàng chuẩn cho gì quên rồi. Em mấy chị nè. Thí Văn Trần like luôn cho mấy chị luôn. Có ống tay luôn nha mấy chị nha. Anh Trinh có mới mã kèm sơ sợi cho em chị ơi. Đẹp chưa? Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 55 size S dùng cho em. Lên liền cho em mã 55 size S. Lên liền cho em mã 55 size S. 55 cho Thu Nguyễn 20. Đẹp quá cả nhà ơi, chốt lẹ nha. Màu trắng dùng cho em nè. Quá trời sang luôn, hàng upline dùng cho em. Upline nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. 55 mi đặn. Lên liền cho em mã 55 dùng cho em. 55 lên cho em 20 à. Mã 55 dùng cho em. Năm lớn gì ngay đặn. Cứ dùng cho em mã 55 đi cả nhà xem. Rồi cái dùng cho em mã 56 size 55 hồi đó. 56 size M dùng cho em này. 169. Một xét thôi mấy chị. Này về gà dùng cho em. Gài vô dùng cho em ha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50 đó. 56 dùng cho em size 56 size M mấy chị này. Hai lớp dùng cho em ha. Có cầu vai luôn. Này rất là đẹp luôn. Một con thôi mấy chị. 56 Quỳnh Giang 169. Rồi lên liền cho em mã 57 1S 1M dùng cho em. 169. Rồi lên liền cho em mã 57 1S 1M 169. Đi dùng cho em mã dùng cho em mã 50. 57 1S 1M dùng cho em. 57 nha, 1S 1M 169. Vậy mấy chị cầm cái hàng lên đi cả nhà ơi. Không phải hàng 5-600 em xin nhận lại. Em nói thật sự mấy chị luôn á. Rất là nặng tay nha, em tự tin em bán hàng đẹp hơn những bạn mà hàng lên mà bán cho mình giá 300.000 luôn á. Hàng này là hàng chính chủ của Hot Girl, like giá là 6-700.000 nha mấy chị nha. Chứ không phải là hàng giá như em đang like cho mấy chị đâu. Mấy chị về cái cầm đi, cái set của nó nặng hơn 1kg luôn á. Nặng hơn 1kg luôn nha mấy chị nha. Nó mãi mở đặng ra. Mấy chị ơi, em like chập kiểu như em hay dơ lên nó cứ tụt lên tụt xuống nha. Cứ dùng cho em mã đi cả nhà, mã 57SM dùng cho em. 57S cho chị thì mày mới thị.
Rồi lên liền cho em mã, dùng cho em mã 50. 58 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 58. Em có cho mình là một set quần ống len nè. Ôi mê nha. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em đi mấy chị. Con này về mấy chị mang nó có 3 món cho mấy chị luôn nè. Rồi cái này mà bán 169 ngàn quá là hồi luôn rồi mấy chị. Set 3 món dùng cho em nè. Kèm cho mình là một con áo khoác luôn mấy chị. Một con áo khoác, kèm cho mình một con áo dây. Xong rồi kèm cho mình một con quần ống le luôn mấy chị nè. Một con quần ống le nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 58 dùng cho em mấy chị. Thấy cái quần ống le của nó đẹp không? 57 bé mới rồi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 58 dùng cho em. Lên liền cho em mã 58, set 3 món mấy chị. Hai set thôi. 58 phòng dịp. 169. 58 quần dài. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 59 dùng cho em này. Size SML mang vừa nha. Hãy tặng mấy chị 129 ngàn. 129 dùng cho em một con đầm váy, một con váy này. Ít bữa nữa thì em like con này, bây giờ là một mấy nữa, 129 nha. Vài hôm nữa là đi mua con này hàng trên 300 ngàn đó cả nhà. 59 dùng cho em nè. Chất vải nè mấy chị, nhìn cái sớ vải dùng cho em nè mấy chị này. Nhìn sớ vải dùng cho em ha. Và trên đây nó sẽ có cho mình hai nút nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 50. 59 dùng cho hải đi cả nhà. Lên liền cho em mã 59. 129 dùng cho em. Cho em mã 59, 129. Năm mươi chín lấy cho em 129 ngàn đi ạ. 59 cho sang sang. Lên liền cho em mã 59, 129. Thì sang sang ơi, chọn thêm thì cọc thêm cho em đi chị ơi. Khánh mới mã em sơn thở lại giúp em đi ạ. 59 cho chị, cho qua hồng hai con. Rồi em có cho mình là đầm tiệc dùng. 59 cho hồi đã. Rồi con này hãy có hai con thôi cả nhà. Hãy có hai con ép thôi mấy chị. Hai con S nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã này là mã 60. 60 size S dùng cho em. Ok chị size size. Rồi lên liền cho em mã 60 size S dùng cho em 149 ngàn. Mấy chị ơi, nhìn cái con váy này thôi nhưng mà mặc lên form rất là đẹp luôn á cả nhà. Duy nhất được có hai con thôi nha mấy chị nha. Cái vải của nó này mấy chị, vải của nó xịn chưa? Lên liền cho em mã 60 rồi. Mã 60 dùng cho em hai con thôi. Con này mấy chị mua về mang đi tiệc cho em nghe. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 60 dùng cho em. 60 size S thôi mấy chị. 149 ngàn. Ồ, được cái hàng lộ 1 luôn mấy chị ơi. Lên liền cho em mã 60. Xem like chấm bài tương tác lên 60 size S 149 lên chưa 149. Rồi cái này là set 2 món dùng cho em. Một con váy kèm cho mình một con áo khoác. Lên liền cho em mã 61, áo nó đẹp vậy, cái váy nó xinh lắm luôn á. Này mấy chị, 149 60 cho lên ngô. Thiệt mấy bà xỉn, mấy bà lấy đi, chắc của nó đẹp lắm luôn nè. Nhìn cái đuôi váy nè mấy chị, SML mang được luôn á. Xong rồi kèm con áo khoác, mình ưng mình mặc khoác cũng được, không cũng được ở nhà. Cái áo này về mấy chị mặc với lại cái quần rinh cũng được luôn ha. Thấy mấy chị thấy mấy cái mẫu trend mà trên Instagram mấy bạn bán nó cả nhà. Mặc cái áo không cũng thấy xinh nữa. Trong khi đó mình mua được cái set luôn nè. Ồ cái váy nó cưng thôi là cưng luôn. Lên liền cho em mã 61, 149 ngàn. 61 Quỳnh Giang. 149. 61 Biên Biên Trần. Rồi lên liền cho em mã 62. Em có cho mình size S, size M 149. Áo là đắt tài nha, kèm cho mình xe váy hơi bị sự luôn. 61 Biên Biên Trần. Cưng chưa cả nhà ơi, đẹp chưa. Rồi lên liền cho em mã 60. 62, em có cho mình size S, size M 149 ngàn. Chân váy đẹp, áo đẹp luôn cả nhà. Lên liền cho em mã 62 kèm size vô cho em. Hãy có cho mình size S với size M. Rồi lên liền cho em mã 62 kèm size vô liền cho em size S, size M. Rồi lên liền cho em mã 63, 220 đầm đá. Hàng upline dùng cho em nè. Hàng upline mấy chị, upline dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em 62, 63 dùng cho em. 149 nghìn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. 62 cho em đi đoạn. Rồi lên liền cho em mã 60, 63, 220. Hàng em like là hàng upline nha mấy chị nha. 62 SM qua hồng. Để em chút nha, em đưa cái đao cho mấy chị xem.
hàng offline nha mấy chị. Có không có xe mở nha, hết hết rồi có không mà. Số 2 xe mở Kim Ly. Đây mấy chị, chủ hàng 500, 500 đổ lên nha mấy chị ơi nha. Chủ hàng 500 đổ lên đó cả nhà ơi, 220 dùng cho em hè. Rồi chiều lấy chút là dùng cho em mã 60 3. 63, 63 này SML mang được nha chị nha. Bầu bí bông chen vô tư cho Hải luôn. Số 3 cho con hàng 220. Rồi cái đầm của nó nha mấy chị. Lên liền cho em mã 63 dùng cho em, 220 dùng cho em nha. Hàng upline. Số 2 SM 149 cho Thanh Hồng. Hàng upline nha mấy chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 60, 63. Lên liền cho em mã 63 dùng cho em. Số 3 nha cả nhà nha. Số 3 bầu bí bông chen vô tư dùng cho em. Hàng upline dùng cho em. Upline nha. 220 dùng cho em, hàng đẹp. Hàng đẹp nha mấy tình yêu ơi. Thanh Hồng chọn thêm một cọc với 100 ngàn mà tài khoản lý rồi chú tiếp kìa. Ra cái con đầm đỏ đi mấy chị. 64 dùng cho em. 64 này mấy chị mang cho em được SM luôn hả. 64 dùng cho này. Con này mặc lên là đúng cực kỳ sang. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 64 về mấy chị cọt nơ dùng cho em nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 64 dùng cho em. 64 cả nhà. 64 mấy chị mang cho em size S, size M đổ lại mang được cho Hải luôn. Váy lên rất là đẹp luôn cả nhà. 64 mấy chị, cái này là 64 nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 64 dùng cho em, nhìn cái con váy là biết size rồi mấy chị. Nha, sang quá. Một. Mấy chị. Lên liền cho em mã 64 dùng cho em đi cả nhà. 64 dùng cho em nha. 169 ngàn. 64 đó là Nguyễn Vũ. Lên liền cho em mã 64 64 Mimi Đặng. 64 4 con đâu mấy chị ơi. Chốt cả nhà ơi, chốt cái con váy này đi mấy chị. Hàng đẹp. Số tư Thu Thị Phạm. Số tư Phương Hoa 699. Rồi lên liền cho em mã 65, hãy có size S với size M. Cái con váy mà không đẹp nó thôi luôn á cả nhà nghe. Đây nó sẽ làm mấy chị, nó sẽ có cho mình cái đai bên này nè mấy chị, mặc tới đâu ngực mình riết vô tới đó dùm em, có mút ngực cho Hải nè. Và nó sẽ có cho mình hai cái mình đan nè mấy chị nè. Nha, ok, gen gen 220 ngàn gen 65, hàng upline nha, gen gen nha, upline em đẹp lắm. Rồi lên liền cho em mã 65 lên size SM Thanh Hồng 100. Rồi lên liền cho em mã 65 lên size đi chị. Chị Mimi Đặng lấy size gì chị ơi? Rồi lên liền cho em mã 65. Ok, Thanh Hồng à. 65 kèm size 149 mấy chị, 149 nha. 65 lên size dùm em, size S với size M, 149 kèm size dùm cho Hải ha. S và M dùm cho em có giá sỉ luôn. Và con này nó sẽ có mút ngực cho mình luôn nha mấy chị nha. Có mút ngực luôn. Và hai cái dây mình sẽ đan ở đây nè mấy chị nè. Đan nha mấy chị. Số 5 S cho Mimi Đặng. Lên liền cho em mã 65, size S, size M dùm cho em đi cả nha. S và M dùm cho em giá là 149 ngàn dùm cho Hải. Xem like chấm bài tương tác. Mạng lát quá chị ơi. Giờ chị cũng không biết làm sao luôn á. Số 5 mấy chị kèm size SM 149 lên cho em đi ạ. Rồi lên liền cho em mã 66 dùng cho em mấy chị nè. 66 phải không? Rồi 66 màu đen dùng cho em. Chị có 2 mã 62 và 63 luôn rồi chị Thanh Hồng hả? Nó giống cái màu đỏ cả nhà. SM mấy chị mang được cho em luôn nha. Các vải đã lắm, mê lắm cả nhà ơi. Cái đuôi váy ở dưới nó cũng xinh nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 6 mấy nè. 66 dùng cho em. Lên liền cho em mã 66 kèm size vô. À lộn, 66 này hãy bán cho mình phi size. Tại vì nó có chất co giãn nè mấy chị. Co giãn nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 60. 66 dùng cho em, nó giống cái con màu đỏ á cả nhà. Nè cái này gen gen lấy không nè. Màu đen nha. Cái này hãy có đen và có trắng luôn. Size, size S hết luôn. Đen trắng size S nha. 65 đó em chỉ còn size M thôi chị giá hơn thôi. Em chốt cái kem biết sao nha. Ok Thảo Phương. Đây kèm cho mình hoa nè mấy chị. Kèm cho mình là hai cái tay luôn nè. Lên liền cho em mã 66 ngô lên 169. Rồi lên liền cho em mã 67 hàng upline 220. Ờ chị giá hơn nè, vừa rồi đầu năm chị có một cái đơn hàng em gọi chị không nghe máy chị ạ. Rồi lên liền cho em mã 60. 67 dùng cho em. 67 nha, hàng upline dùng cho em. 220 dùng cho em. 220 nha. À cái kem hộp phía sau nha. Ok.
Còn lên liền cho em mã 67 dùng cho em chị Nan Bét, cái này nó có co giãn đó chị, mặc SM đều được đó chị, co giãn á. Lên liền cho em mã 67. Có phải mồi heo. Lên liền cho em mã 67. 67 còn ơi, chút bên bên cái mì. 67 hoa đó. Mua đi mua. Đây nè. Đúng rồi. Ừ đúng rồi. 67 cho Thảo Phương. Cái này là nó là lô mới á cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 69 size 67 cho Hoàng Thị Tú Ngọc. Ồ cái này mấy chị ơi. Mấy bà khách sĩ chốt cho mấy bà ơi, nó đẹp lắm. 67 Thanh Hồng. 169.000. Hơi bị xịn sò con bò nha khách nha. 69 size M. Hai lớp này, cầu vai này. Rồi. Ai bán được 169.000 một chủng như thế này mấy chị ơi. Sao chỉnh cho Hồng Đường. Ok cho chị Hồng Dung lên màu trắng. À màu trắng nha. Màu trắng ừ. Còn không? Còn đây mà. Cho chị màu. À, mời mời cho chị gì đi kìa. Mời cho chị Nanh Bé kìa. Còn cái này có một xếp thôi mà. Mã mấy anh? 70. Có một xếp rồi. 70. Có chứ này một set thôi. Ừ. 70 size M một cuốn kit. Trời sao mà nó xịn quá vậy. Ok chị Nanh Bé nha. Cho chị Hồng Nhung Lê màu trắng lên bấm cho chị Hồng Nhung Lê màu trắng. Trắng rồi. Màu trắng như bên kia không? Màu trắng. Bấm nó đi đi. Mã số 9 em hết rồi. 70 bao nhiêu? 70 là 149.000. 70 mi đằng. Rồi 71 dùng cho em nè cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 71. Nó giống cái con màu nâu lúc nãy á cả nhà. Kèm cho mình là một con áo khoác này. 169.000. Đây mấy chị. Kèm cho mình dây ha. Dây mình sẽ đan mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 71. Lên liền cho em mã 71. Đây hãy lên cho mấy chị cái mã này để cho mấy chị chốt. Chốt mua giùm em nghe. Đi tôi có mua sao lớn này. Rồi lên liền cho em mã 72 dùng cho em. 72 1 220. Hàng offline dùng cho em. Đi dùng cho em mã 72. 741 sao đến cho anh Ngọc. Rồi lên liền cho em mã 72, hàng offline 220 dùng cho em bao hàng lộn 1 cho mình luôn nghe. Cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 72 dùng cho em. Thảo Phương lên dùng cho Hải thì lên dùng cho Hải cái mã luôn, Hải bấm ra cho mấy chị. 220 dùng cho em, hàng offline dùng cho em. 72 lên cho em cho Thảo Phương, cho Đoan Thục Nguyễn Vũ, cho Chính Nguyễn. Rồi lên liền cho em 72 dùng cho em. 72 hàng offline dùng cho em nha, 220 dùng cho em. 220 cả nhà. Rồi lên liền cho em mã 70 73. 32 Thảo Phương có rồi ạ. 73 được hai chút nha. Rồi lên liền cho em mã 73 dùng cho em. 32 Thảo Phương có rồi nhá. Rồi lên liền cho em mã 73 dùng cho em. 71 đó là 169 gì anh Ngọc không? Rồi hãy like cho mấy chị 180. 180 size M. 180 size M nha. Áo sơ mi hàng offline dùng cho em. Đây mấy chị nè, sơ mi tua rua dùng cho em. Lên liền cho em mã 70 73, 180 nha. Áo sơ mi upline dùng cho em. Sơ mi upline nha mới chịu nha. 180 dùng cho em. Có được một con thôi cả nha. Một con nha mới chịu nha. Sơ mi dùng cho em. Của nó là lụa như thế này nè mấy chị nè. Mướt lắm luôn á cả nhà. Ôi tay này, tay kiểu nha. Lên liền cho em mã 70 73 à. Dùng cho em. Lên liền cho em mã 73 mấy chị. 73 lấy nha, 180. 73 Mai Nguyễn 054 180. Rồi lên liền cho em mã 70 74. Chị nào lấy sỉ thì cọc nha mới chịu nha. Rồi cho chị cái sách này. Rồi 70. Chị Mai Nguyễn đơn này chọn thêm thì cọc với em đi ạ.
Rồi lên liền cho em mã 74 size M149. Trời ơi, cái nào lấy đi. Này chị Mimi đặng chốt không chị? Cái áo của nó đúng đẹp luôn á. Áo là sẽ là đắp tà qua nha. Xong rồi kèm chân váy da nè. Dễ lắm á cả nhà không? Đẹp. Cái gì nữa? Rồi lên liền cho em mã 75 SM dùm cho em 149. Rồi lên liền cho em mã 75 149 size S size M dùm cho em. Chị nào hụt màu trắng thì lấy màu nâu cho em. Nãy hụt trắng thì giờ lấy nâu nha mấy chị nha. 74 Mimi dặn. Em nói là đẹp từ cái áo nè mấy chị. Từ cái áo nha, cho tới cái chân vái của nó luôn. Cái chân vái của nó chóc nè mấy chị. Rất xịn lắm. Lên liền cho em mã 75. Mấy chị kèm size vô dùm cho Hải thì Hải có cho mấy chị là size S và Hải có cho mình size M. S và M nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 70-75 kèm size vô. 75 kèm size nha mấy chị nha. 75 lên size dùng cho size F và size M 149.000. Đó lấy cho Ruby Trân. 75 kèm size dùng ấy. 75 kèm size dùng cho 74 149 mà hãy hết rồi cả nhà ơi. Để nó mời Yên Yên. Cho chị con hồng cái sao nữa. 75 mời cho Thiệp Hay. Rồi lên liền cho em mã 70-76. Em có size S thôi cả nhà ơi. 76 size S nha mấy chị nha. 149.000. 76 size S 149. Bể lắm xe mờ đằng Hà Thiên Trang. Cái này lúc mình mặc lên cái cổ nó đẹp lắm đó cả nhà. Cái chị biết sao không? Ở đây nó làm cho mình cái bể lắm mờ Nguyễn Thảo. Cái chị nhìn chắc dùm cho em. Lên liền em cho thì mẹ má thầy. 76 76 này có size S con 100. Hết rồi bể lắm à. Lên liền cho em mã 76. U là trời ba con không mấy bà ơi. Ba con nha. 76 đúng ba con. Ok chị Mai Nguyễn nha. Ok chị. Chứ hỏi kiểm tra nha. Lên liền cho em mã dùm cho em. 76 cho khách mới mã kèm số thở lên cho em. 76 149 lên cho em ạ. Khách mới mã kèm số thở. 76 Nguyễn Kim. Rồi 169.000 mã 70 7. 77 dùm cho em. Ủa không xung rồi cả nhà. Minh Tuy khách mới mã kèm số thở lên cho em đi ạ. Không có cả nhà ơi. 169.000. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 77 khách mới mã kèm số điện thoại dùng cho em nha. Kèm cho mình quần nữa mấy chị. Đẹp chưa? Quần là quần ống thun nha mấy chị nha. Con này về mấy chị mặc áo thun cũng đẹp nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 77 dùng cho em 169. Hàng em la hàng nhà Miên luôn cả nha. Tải đẹp. Quần này cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 70 77 dùng cho em. Cái dùng cho em mã 77. Ở bảy tháng hồng. Cái này có một ép một ngồi ở này. Bảy còn không? Hết rồi. Bảy còn. Bảy còn. Bảy bảy đó là Nguyễn Vũ. Rồi 78 là hãy có một ép một mờ này mấy chị nè. 149.000. Lúc nãy là màu đen đúng không? Bây giờ là chân váy màu trắng, chân váy da màu đen, áo là áo màu trắng luôn, có một ép một mờ. Lên liền cho em mã 78 một. Trời ơi, còn đẹp hơn lúc nãy nữa nghe. Áo nè. Xuất sắc, size S với size M 149.000. Lên liền cho em mã 70 à. 78 kèm size vô cả nhà. Kèm size vô nha. 1S1M thôi. 1S1M mấy chị. 78 kèm size S1 S đó. 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 Chắc ừ. Rồi lên liền cho em mã 79. Em có cho mình size M này mấy chị. Rồi lên liền cho em mã 79 size M dùng cho em 149.000. Duyên Duyên lấy con này không em? Áo đẹp quá trời luôn.
Rồi khi dùng cho em mã, dùng cho em mã 79 lên size SM dùng cho em. 79 alo 79 là hay có M thôi cả nhà. 79 hay có M thôi, 149.000. 79 hay có M thôi cả nhà. M thôi nha. 79 là chỉ có M thôi mấy chị. 149.000 mấy chị. Nó liềm cho em mã 79 test. 78M đã được em mua, 78M Duyên Duyên. Trời con duy nhất luôn. 79 Duyên Duyên. 79 149. 79 Duyên Duyên Duyên. Mã 80 dùng cho em. 79 Duyên Duyên Đặng. Mã 80 mấy chị. Mã 80 169 này có một con. Mấy chị này dùng cho em với chất vải này nè. Nha, vải cực kỳ xịn luôn, không phải là hàng thường đâu cả nhà ơi. Mẫu rất là đẹp luôn nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 80, một con váy dùng cho em. Một con thôi cả nhà ơi, không có con thứ hai. 80 yên yên 169. Rồi con hãy có một cây một đen nha. Một cây một đen nha, hãy chúc cho mỗi chị mỗi màu ha. Nãy màu nâu thì em có like nhiều á, màu nâu, màu kem đậm thì có like nhiều, còn cái màu này thì nó chỉ có một con thôi. Một con màu kem, một con màu đen nha, mã 81, 169. Đều là size M hết luôn nha mấy chị nha, set 2 món dùng cho em của mẫu của Trang Ali á cả nhà. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80. 81 mấy chị lên size, alo, lên màu dùng cho em nha. Đẹp lắm á cả nhà, 169 ngàn nhưng mà xứng đáng lắm cả nhà ơi. Nha, xứng đáng lắm. Giờ lấy thì chốt liền cho. Tao muốn kem đen cho Giang Giang. Rồi lên liền cho em mã 80. Dạ. 82, em có cho mình set 3 món luôn nè. Nha, set 3 món luôn, một con áo ống, một con áo khoác, kèm cho mình là một con chân vái luôn mấy chị. Một con chân vái nha mấy chị nha. Size hãy đang cầm là size M nè. Lên liền cho em mã 82 dùng cho em, 169 dùng cho em. Size M mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 80. 82 dùng cho em. Một con chân vái nè mấy chị, kèm cho mình là một con áo nè, một con áo ống ở bên trong luôn, 169 ngàn. Size M. Cái này khác. 82 cho em 169. Rồi lên liền cho em mã 83 dùng cho em. 83 dùng cho em. 83149 size M. Lên liền cho em mã 83149 size M. 83 nha mấy chị ơi nha. Tâm ba là em 149 nha. À, con này cũng có một con. Giờ chốt cho chị nào cái mã này đi. Tâm ba yên yên. 83 83M thôi chứ ôi, hết không có 83S chứ ôi. Này áo dài size M mà có 83149 mấy gì vậy? Người ta nói nó đẹp lắm mấy bà ơi. 169 áo dài này. Nhìn cái quần dùng cho em. 8 mấy à? 84 size M. Mời chị ơi, không có ép. 169 ngàn, áo dài dùm cho em. Áo dài nha. Lên liền cho em mã dùm cho em mã 84 size 1 169. 83 size M 78. Lên liền cho em mã 84. 84 nó đẹp lắm luôn á chị, đổ vô đẹp lắm. Ở nhà chị nào mà hay mặc áo dài á, mấy chị lấy đi. 84 đổ vô 169. Rồi lên liền cho em mã 85 kèm size vô cho em. Size S và size M dùm cho em. S và M nha, 149 ngàn. Lên liền cho em mã 80. 85. 85 mấy chị kèm size vô dùm cho em. Size S, size M, 149 dùm cho em, 149 ngàn. Rồi ghi dùm cho em mã dùm cho em. Lên liền cho em mã 80. 85 lên size S, M dùm cho em, 149. Khó xỉ đó nha mấy chị nha. Rồi ghi dùng cho em mã 86, trắng size M, đen size M. Trắng SM. Đó là M hồng nương.
Rồi lên liền cho em mã 86. Trời ơi, không lấy mời cái này. Thấy con này đi, 169.000, 80, 86, trắng SM, đen M. Rồi lên liền cho em mã 86, trắng lấy mời Kim Ly. Trắng là hãy có size S, size M, đen là hãy có size S, à, size M. Trắng là có SM, đen là có size M. 80 mấy không? 86. 85 S cho ngân ngân. Có mất ngực luôn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 80. Dạ. 86 dùng cho em. 86 nhưng mới chịu. 85 S cho hình miễn nhi. 86 đen là sẽ có size M, trắng là có size S, size M dùng cho em. Mấy chị ơi, đầm tiệc mấy chị ráng đợi em vài hôm nữa, em sẽ có một cái lô hàng có size L cho mình nha. 86 mấy chị kèm màu kèm size có nào em sẽ bóc cho mấy chị ạ. Trắng đẹp rồi. 86 đen size M Thảo Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 86 đen là có size M, trắng là có SM. Tám mươi sáu trắng đen xem mồm luôn. Rồi lên liền cho em mã 80. 87 169. 87 size M 169 có hai con thôi. 87 size M. 87 size M đầm tiệc. 86 trắng size M cho hoa đá. Cái gì còn S em? Đen rồi. Đây nè, đây nè. Đen màu, đen hết. Rồi lên liền cho em 86 đen size M Trần Thảo. Rồi lên liền cho em mã 87 size M. Rồi lên liền cho em mã 87 size M. 87M 169 dùng cho em hai con. 86 đen size M đi dung bay. 87 SM 86 đen size M trong kính sắc anh. Rồi lên liền cho em mã 87 S và M. Khoan 87 để coi còn. 86 trắng S cho viên môn. 87 là có SM cả nhà, có 1 S 1 M đó mấy chị. Đen em chỉ có CM chứ Vĩnh Ngọc ha. 87 SM. Ừ. Bao nhiêu nè? Ui con này, em mấy chị. 87 bao nhiêu đây? 87 là 169. 87 cho anh Thư Nguyễn CM 169. 88 thầy có size size S này. Rồi chị nào lấy con này đi mấy chị ơi. 88 S này nó sẽ tặng kèm cho mình ba cái tan đá nữa nha, tặng kèm ba cái tan đá bên trong mấy chị gài dùm em, nó thẳng một đường như thế này ha. Lên liền cho em mã 88 size S. 88 size S dùm cho em. 87 em còn S được không Hồng Lương ơi? 88 rồi em sẽ có cho mấy chị là một con áo 88 hồng ngương đi không nhỉ, xịn không đề về 88 em đi đặng. Rồi cái áo vest mặc vô cái nó sai quỳ 88 Thảo Tây. Trời ơi, lên liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà ơi. Ôi em mặc cái nó tì vô luôn, size S nha mấy chị nha. 89 nó ra dòng luôn à. 220 hàng upline mấy chị ơi. Đây nha, áo vest này là hàng upline dùng chị. Upline nha mấy chị nha, có duy nhất được có một con thôi. 89 cái đèn từ M tới SM. Ok gì Vĩnh Ngọc à. Áo vest mã 89 20 luôn. Áo vest 20. Áo vest 20 nội dung. Ôi xin chưa mấy chị ơi, 149.000 nè. Mã mấy anh? 90. Mã 90 dùng cho em nè, 149 nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 90 dùng cho em. Lên liền cho em mã 90 149. 90 cả nhà ơi, 90 nè. Còn em chắc gì nên 2-3 con nữa. Đúng rồi. Con đen đó. Ừ. 90 gen gen.
Nó liền cho em mã 90. Thì cho em cái con kem bên này nè. Rồi cái dùng cho em mã 91 một con 220 size S. Ui. Mấy chị ơi, cái này bị thay dây được không ta? Cái này bị thay dây được không cả nhà ơi? Hãy tặng luôn cho mấy chị 150 luôn đi. 90 cho Hình Hoa. 150 size S nha. Chị nào lấy thì chốt liền dùng cho em mã dùng cho em. Cái dùng cho em mã 150 size size S. Kém thiệt luôn á, em lỗ phải gần là 50-60 ngàn trong đây về mấy chị thay cái dây này được nè. Chị nào làm mai á mấy chị có thể thay được luôn á, nhưng mấy chịu nha. Nhưng mấy chị hãy khó phải gửi lại kho cả nhà. Với lại mất con. Ở đây nó sẽ có cho mình là ngực của nó sẽ lửng nè mấy chị. Đứng nha mấy chịu nha, nó có gọng ở bên trong luôn. Rồi con này hãy có size M dùng cho em. Cái dùng cho em mã 92 size M. 169 ngàn dùng cho em. 169 nha mấy chịu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 90-92 size M dùng cho em. Đá của nó sẽ là đá rời tan rời nha, vì mình gài vô dùng cho Hải nè. Ở đây của nó sẽ có cho mình là mốt ngực luôn. Lên liền cho em mã 92-92 này hãy có cho mấy chị là size M nha. 92M dùng cho em. Lên liền cho em mã 92 size M. 169 dùng cho em. Lên liền cho em mã 92-92 nha. 92 này còn nè. Đen xem mờ một cái chứ nhé. Năm mươi S là cái nào nhỏ Văn Hà? 150 À, là em lấy mã 150 hay là sao? Chứ hai dòng luôn. Rồi, bà nào lấy đi còn. Rồi lên liền cho em mã 93 size S. À, 93 này em có size M nè. 92 Tigon đặng. Mày mới chị 169 ngàn. Mẹ em nói là cái form lên là nhức nách nha mấy chị nha. Chuẩn hàng mấy chị đi mua hàng trên 500 luôn. Đừng nói là trên hàng 300 hay là này kia nha mấy chị nha. Size M dùng cho em. 9 mấy anh? 93 dùng cho em. Trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 93 dùng cho em. 93 size M dùng cho em nha. Mày mấy chị nhìn cái đầm. Lên liền cho em mã 93 size M. 93 size M dùng cho em. Cái đầm này mấy chị bầu ấy mang được luôn á chị. Nha mấy chị hiểu nha, Hải không có bán size đâu. Tại vì form của nó bầu mang được luôn là mấy chị. Mình mang 65 size. 93 size M cho Hồng Nương 169. 3 con. 93 Lê Trúc Lam. Rồi lên liền cho em mã 94 size M. Lên liền cho em mã 94 size M. Wow. Ok chị Hình Phương ạ. À. Ôi sao mà nó đẹp quá mấy bà ơi. Chín mươi bốn size M 169 dùng cho em, đẹp nhất nách luôn ấy. 93 cho Hình Hoa. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. 94 size M 2 con. À, cái này chín tư Hồng Nương, 94 đang là Nguyễn Vũ. À, bây giờ mới lên được cho mình ha, tại vì bây giờ mới cắt được hàng. 90 95 size S thôi cả nhà. 95 size S đầm tiệp dùng cho em. 169 ngàn hàng nhà bô. Ghi dùng cho em mã 95 size S dùng cho em. 169 dùng cho em. 169 nha mấy triệu nha. Lên liền cho em mã 90 95 dùng cho em. 95 dùng cho Hải nha. 95 95 dùng cho em. 169 ngàn. Tại sao đáng được cái tiền này như vậy rồi. Ủa. Rồi này bà nào mặc con này quẩy đi mấy chị ơi. Nè. 95 Hồng Nương. Một con áo sơ mi nhũ. 95 Gen Gen. Sơ mi kim sa nha mấy chị nha. 160. 95 thêm cho Hồng Nương. Rồi lên liền cho em mã 90 96 dùng cho em. VIP nha mấy chị nha. Đó. VIP chưa mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 90 Sao? 96 dùng cho em. 169 dùng cho em nha. Một con áo nha mấy chị nha. Lên liền cho em, có nói là dáng váy đó cả nhà, chứ không phải là dáng áo đâu. Mình mặc thêm một con quần váy bên trong là ok. Có hai con đó mấy chị. 169. Rồi lên liền cho em mã 97
169 size M dùm cho em. 96 dương trang. Rồi lên liền cho em mã dùm cho em nè mấy chị nè. Con này thì mấy chị ơi, đây cả nhà, con này là kiểu như vậy thôi nha mấy chị nha. Có nghĩa là mình sẽ để lên như thế này, để hờ lên thôi cả nhà nha. Xong nó sẽ kèm cho mình một con áo khoác luôn, size M dùm cho em mã 9 mấy anh? 97 size M. Xong một con này nó kèm áo khoác nha mấy chị nha. Bình thường cái kia là nó sẽ không có kèm, nhưng mà cái mẫu này của nhà này thì nó kèm cho mình áo khoác luôn. Lên liền cho em mã 97 dùm cho em, 97 size M 169 có một con thôi. 97 hồng đường. Một con thôi cả nhà ơi, một con thôi mấy chị ơi. Không có hết rồi. Rồi lên liền cho em mã 98. 98 size M 169. Lên liền cho em mã 98 size M. Gen gen lấy con này không đi. 98 dùng cho em size M này. Con này hàng đẹp. Đẹp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã 98 dùng cho em. Vải đẹp lắm luôn ấy. Vải siêu siêu đẹp luôn nha. Đầm body. Hàng hai lớp luôn mấy chị. Vải của nó rũ lắm. Lên liền cho em mã 98, ngực của nó phía trước là sáng, dùng cho em hai con. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em 98 cho em, 98 cho anh Việt La. Rồi này có con size S mấy chị, mã 90, 99 size S một con. Rồi con này vừa rồi có offline rồi nè mấy chị nè. Mà bây giờ về thì được có một con size S. Cái set này mặc lên đẹp lắm. Nguyên set mặc vô đẹp lắm cả nhà ơi. Áo của nó sẽ là áo kiểu như thế này. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 90. 99 size S đâu cả nhà. 99 size S một set đâu cả nhà ơi. 100 một cái này nó hai chị chốt mà xong chốt một cái này. Bây giờ bỏ mắt nè. Nhìn như Nguyễn Thị Phương Thảo nè, cái này ưu tiên cho khách sĩ nè, một set tôi chốt đi nè. Chính xác nè. Rồi lên liền cho em mã 100, quần ống lê nha, kèm một con áo khoác, kèm cho mình là một con áo dây. Áo dây hơi bị xinh luôn á nè mấy chị. 100 dùng cho em. Lên liền cho em mã 100, một set thôi. Và cái quần ống lê này nó xịn lắm cả nhà ơi. Quần ống le dùng cho em size S, size M này mang ok. Rồi cái dùng cho em 100. Lên liền cho em mã 100 dùng cho em. 100 cho Lê Hiếu. 169. Rồi lên liền cho em mã số 1 size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 1 size M dùng cho em. Tặng mấy chị nốt luôn 149.000 có set thôi. Cái này nó không phải là gài đây đâu nha, nó là gài vô đây nè. Nhưng mấy chị ưu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 1. Số 1 size M em tặng mấy chị 149.000. Nhưng mấy chị ưu nha. Đó là mình sẽ gài vô đây nè mấy chị. Gài vô nha mấy chị ưu nha. Đi dùng cho em mã dùng cho em mã số 1 của nó là quần á. Quần nha cả nhà nha, mã 1 một mấy quên rồi. 149.000. Ôi quá rẻ nghe. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Hàng của Ái Phương dùng cho em. Ái Phương nha mấy chị ưu nha. Một cái thư trần 149. Rồi con này phải có size M. Nhân viên lấy không? Size M 169 dùng cho em mã này. Mã số 2 hàng của cô bé. Có cái này size L nữa cả nhà, ML nha. Rồi lên liền cho em mã số 2 ML 169 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số. Mã số 2 lên size dùng cho Hải Hiền. Hãy có cho mình là size M và size L hàng của Coco Bear nha mấy chị nha. Ái Phương nhưng mà hàng của Coco Bear cho nên mấy chị. Lên liền cho em mã số 2 lên size size M và size L. 169 dùng cho em. Cứ dùng cho em mã số 2 kèm size dùng cho Hải. M và L dùng cho em nha. M và L nha cả nhà nha. M L dùng cho Hải. Có Hải coi hãy coi hãy còn hay không nha. Nó còn L. Mã số 2 lên size M L đi cả nhà. Ok bạn. L đi. Hai L gen gen trong cái tác luôn rồi, hai M ti tóc
Rồi lên liền cho em mã số 3 đi, tặng mấy chị 109. Mã số 3 109 cả nhà. Rồi lên liền cho em mã số 3 109 có con không? Một con mấy chị 109 nha, size 1. Tùng size đi. Xé đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em, mã số 3 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 3 109 dùng cho em. Mã 3 nha cả nhà ơi, 109. Sao ai sẽ là dung bi? Ô mua là mờ hả? Cái lá cái tắm cái cua lại lên đây. Cua lại lên đây. Số bao nhiêu? Số bao nhiêu? Đầm dây màu hồng, có cây hoa lai chưa kìa. Mà nó có cái tắm không? Còn cua nó sao? Có, hãy có lên rồi. Lấy cục đó riêng đi mơ. Rồi lên liền cho em mã số mấy nha? Số 4, 3 bao nhiêu đi? Mã số 3 là 109. Số 3 109 hả Nguyễn Thị Mỹ? Còn mã số 4 hãy có cho mình là size. Từ từ khoan cái mã số 4 này nha. Số 4 này xíu em bút hình cho mấy chị nghe. Rồi số 4 này là hàng của Ái Phương luôn cả nhà. Đây nè. Hàng của Ái Phương luôn nha. Giống cái con đầm dây lúc nãy á. Đây mấy chị nè. Hàng toàn là nói chung là hàng 6-700 đổ lên đó cả nhà. Size M luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số. Mã số 7. Mã số mấy? 4. Mã số 4 dùng cho em. 149 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 4 149 dùng cho em. Ái Phương luôn nha mấy chị hiểu nha. Đây nè. Ơi 149. Thôi kệ đi cả nhà ơi. 169 mình đọc sao thành 149 luôn. Ái Phương dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 4 size M dùng cho em. Mã 4 size M nha mấy chị hiểu nha. Mã số 4 size M. 169 đó mà thôi hãy đọc đài một phần 149 bán lũ. 4 hồng nương. Bán lũ rồi mấy chị ơi. 149.000 mấy chị. Size M dùng cho em, hàng của Ái Phương dùng cho em. Ái Phương nha, chiều lấy chốt liền cho em mã dùng cho em mã số 4. Mã số 4 cả nhà ơi. Trời ơi. Bố nó là Nguyễn Vũ. Được cái này. Ngày mai chụp qua dùng chị nữa nè. Rồi con này hãy có một con S nè mấy chị nè. Lên liền cho em mã số 5. Rồi lên liền cho em mã số 5 size S nè mấy chị nè. 5 size S dùng cho em nha. Lên liền cho em mã số 5 size S. 5 size S lúc nãy chị nào không chốt được à, chị nào mà đợi thì chốt giùm em ha. Nãy em có like cho mình 3 con 4 con M rồi. Tan đá dùng cho em. Ghi dùng cho em mã dùng cho em mã số 5 nãy là like M thôi nha, còn đây là S đấy. Chị nào lúc nãy mà mặc S thôi mình chốt S dùng cho em nha. Ghi dùng cho em mã số 5 size size S dùng cho em một mấy quân rồi. 169 dùng cho em. 169 đó chị. Ôi, cái mẫu siêu phẩm thì nó sẽ để dưới đây rồi. Mã số 6, 169 ngàn đầm của đây mấy chị. Đoàn Ngân Châu dùng cho em. Ren, mỗi tội chỉ có size S thôi nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã số 6 dùng cho em. Chị Tiệp Huy còn xem không? Chốt này chế ơi. Có được có 5 con thôi nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã số 6 size S thôi mấy chị. 169 ngàn. Ôi. Ừ. Đây mấy chị ơi, đầm Đoàn Ngân Châu nha mấy chị nha. Ren của nó này chuẩn luôn cho mấy chị luôn ấy. 169 ngàn mấy chị, em nói thiệt luôn ấy, mua về mặc một nước thôi mấy chị thanh lý lại mấy chị cũng không có lỗ luôn ấy. Hàng đẹp nha mấy chị nha, hàng đẹp ấy. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã số 6 dùng cho em 169 ngàn đi cả nhà. Lên liền cho em mã số 6 169. Sáu cho lẩu tay, sáu cho hồng nương. Lên liền cho em mã số 6 169 dùng cho em còn nha. Rồi lên liền cho em mã số 7 size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã số 7 size M dùng cho em. 169 ngàn, số 7 size M. Đó, nãy bà nào hụt thì lên cho em. Màu kem này, kèm cho mình tan đá này. Size M luôn, trời ơi giờ bán mấy chị 169 ngàn mấy chị nè. Lên liền cho em mã dùng cho em mã số 7 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 7 size M dùng cho em. Mã số 7 size M nha cả nhà nha. Mã 7 size M dùng cho em. 169 dùng cho em.
size M nha, tặng kèm cho mình ba cái tang đá về mình gài lên dùng cho em. Bảy hồng nương. Nó giống cái con lúc nãy mà nó chỉ có một con đó cả nhà, màu kem ấy, đây mấy chị nè. Cứ dùng cho em, mã dùng cho em, tay của nó là tay tơ nè mấy chị. Nút của nó nè mấy chị, phôm lên rất là đẹp nha mấy chị hiểu nha. Mua về mang đi tiệc cùng này kia mấy chị. 169 ngàn. Size M dùng cho em, lên liền cho em mã số 7 size M. Mã 7 size M đi. Này chị nào lấy không? Một con nữa. Một con nữa. Số 8 220. 220 này, Duyên Duyên lấy con này đi. Hắc lai á. Mấy con này về bán sốt mấy bà. Thôi số 6 còn. 6 cho kim kim, 1 số 9. Em bán không bằng mấy bà đi nhập nửa giá sỉ luôn á, thiệt á. Một con nằm hắc lai này. Trời ơi. Đẹp nhất nách luôn. Này đúng không ạ? Rồi, dùng cho em mã số 9 dùng cho em. Lên liền cho em mã số 9. Hết rồi Duyên Duyên ơi. 8 bích hương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã số 9 dùng cho em. Số 9 169 size S. Lên liền cho em mã số 9 size S 169. Lên liền cho em mã số 9 size S. 69 đâu rồi. Lên liền cho em mã số 9. Rồi ghi dùng cho em mã số 10 size L. 10 L dùng chứ. 10 L nha khách. Số 9 mà số 9 cho Hồng Nương. Mấy chị vô lên mã gì, mấy chị mới vô lên là mã số 9 á em, mã 9 đúng không? Rồi lên liền cho em mã số 10 size L dùng cho em 149 này, cho nghe chốt không? Mã mấy đây? 10. Mã 10. Mã 10 size L mấy chị. Mã 10 L. 149 dùng cho em, quá đẹp luôn á, size L mấy bà ơi. Lên liền cho em mã dùng cho em 10 hoa đá. Mời la bay. Mã 10 size L cả nhà. Chị nào lấy thì chốt về dùng cho em. À với ắc lai hả? Với ắc lai chốt rồi em. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em mã 10. 11 size L luôn cả nhà. 149 ngàn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 10 11 dùng cho em. Con này rút dây lên nha. Cứ dùng cho em mã dùng cho em này các nhà. Lên liền cho em mã 11 11 size L dùng cho em. 11 size L nha mấy chị nha. Cứ dùng cho em mã 11 size L. Hello chị Mai Nguyễn. Lên liền cho em mã 11 size L 149. 11 size L 149 cho Mai Nguyễn. Phải có được 3 con mấy chị. 3 con. Cứ dùng cho em mã 11. 11 Hồng Nương, 11 Nam Y. Lên liền cho em mã 12. Em có cho mình size S, size L và size L, giá là 99 ngàn. Quần ống lê dùng cho em. Quần ống lê nha mới chịu nha. Nhưng nói chung là bây giờ em còn lẻ size á. Cái mẫu này lúc nãy lúc chiều em có like rồi cả nhà ơi. Nhưng mà bây giờ nó chỉ còn được vài con thôi. Size S, size L và size XL nha. Hãy đang cầm là size XL này. XL như còn một con cuối cùng á cả nhà. XL còn một con cuối cùng á. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã 10 12 quần ống lê size S, size L và size XL dùng cho em 99 ngàn cả nhà. SML luôn á cả nhà, đủ size đó chị Dung, chị Dung lấy đi, bấm đủ size dùm cho. Có một con SL size L cho Dung Bi 99 ngàn. Rồi cái này có một set thôi mấy chị. Ok chị nha. Rồi lên liền cho em mã 10 13 size M dùng cho em 169. Rồi lên liền cho em mã 13 size M dùng cho em 13 size M dùng cho em 1 set đi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 13 12 size L cho đã. Rồi cứ dùng cho em mã 13 size M. Nói sao nhỏ dùng cái cục dạ cho chị like. Không, chứ không cho like đúng không. 12 size M Nguyễn Hương. Size M 169 có set mấy chị, set cho mình. 13 Duyên Duyên.
Rồi lên liền cho em mã 14 size M này mấy chị nè. 149. Rồi lên liền cho em mã mấy nha. 14. 14 này có size 14 này là size M đi mấy chị nha. Tại vì áo nó bấm size S mà chân quá nó mặc size, nó có size M nhưng mà áo mình mặc S M đều cả nha. Đây này cái chân quá thì mình mang vô tư nha, chân quá thì size M. Áo thì mình dễ mang rồi. Áo thì nó sẽ đắt. Đắt quá nha, mà nó có một set thôi. Chân váy của nó là chân váy da cả nhà, size M dùm cho. Lên liền cho em mã 14 size M dùm cho. 14M đi cả nhà. Thì chút Tết mà có mấy cái này bán hay thôi mấy chị nha. Giờ thì lòi ra được mấy con. Size M nè mấy chị, mã 10 mấy nè. 15 size M nè, 1 size 9. Có thì hàng 200 mấy không có mấy chị. Này mới được sale cho mấy chị mấy mã. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 15 dùng cho em. Lên liền cho em mã 15 size M dùng cho em. 15 size M nha mấy chị nha. 15 size M 169.000 đầm dạ dùng cho em. Của đó là nút, là nút ngọc nha mấy chị nha. Nút ngọc dùng cho em. Cho chị con áo khét màu nâu đi. Lên liền cho em mã 15 size M. Cái này chị nào đi du lịch này kia mấy chị lấy đi cả nha. Lên liền cho em mã 15 size M. Phải lên cho mấy chị một con áo áo khoác màu đẹp nha. Áo khoác màu nâu này có 129.000 thôi mấy chị. 15 đơn là Nguyễn Vũ. Mấy chị này, áo khoác dùng cho em 129.000, đẹp, chắc đẹp. Làm màu số luôn. Rồi lên liền cho em mã 16129, hàng áo khoác nhà TS nha mấy chị. TS nha mấy chị nha, giá là 129.000. Hãy có hình cho mình luôn, có đăng story luôn nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 16 dùng cho em, áo khoác dùng cho em. 129 dùng cho em, 129 màu nâu dùng cho em. 129 màu nâu nha. Và cho chị cục này nè. 16 lên Trung Lam. Rồi lên liền cho em mã 16 cộng. Ngồi đẹp đi rồi sao. Rồi lên liền cho em mã 17 nè. 17 chị nào lấy đi mấy chị ơi. Trời ơi đẹp chưa nè. Để em coi nó có cái còn nha anh. 10. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã 17 dùng cho em. 17 nha, 17 52 cái đổi lại men ok dùng cho em. Trời ơi 17 đẹp quá cả nhà. Chị Thảo Nguyễn thì lấy áo khoác mã 16 đúng không ạ? Tai nè mấy chị nè. Lên liền cho em mã 17 nha, y như mình mặc yếm vậy đó mấy chị. Xinh quá trời xinh luôn á. Lên liền cho em mã 17, 169.000 dùng cho em. 17 đó là Nguyễn Vũ. Mười hoa đó. Rồi cứ dùng cho em mã 18, hãy có một con size S cầm tiệp. Chị hoa đá ơi, đơn hàng này của mình nhiều nữa, chị chọn thêm mình cọc cho em nha. Rồi lên liền. Hoa đá chọn thêm mình cọc đi chị nhớ. Cứ dùng cho em mã mấy anh? Mã 18, 18 là hãy có duy nhất một con S thôi. 18 có một con S thôi mấy chị. Chị nào mua về mặc đi đám cưới đi, sang lắm cơ. Sang lắm nha, nhưng mà một con S thôi. Chị nào lấy cho em mã 18, 169 dùng cho em. 169 nha mấy chị nha, có mút ngực luôn mấy chị, hàng LNG luôn á. Rồi chị lên mã 16 nha em là được rồi chị Thảo Nguyên á, 17 đánh lên. 18 size 18 size S. Mới bảy đi con đặng. Lên liền cho em mã 18S một con thôi. 18S cho chị Huỳnh Vân. Rồi lên liền cho em mã 19129 dùng cho em. Lên liền cho em mã 19129. Trời ơi màu xanh mấy bà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 19 dùng cho em. 129 dùng cho em. 129 nha. Chiều lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em mã 19 dùng cho em. Lên liền cho em mã 19. 129 dùng cho em. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 19. Mấy chị cái con này là 220 nha, hàng upline dùng cho em.
em bao cho mấy chị luôn là hàng mấy chị mua chơi 500 ngàn, mấy chị cứ thử đi xem chỗ khác đi. Mấy chị vô thí bằng 19 lên cho em 129 á. 16 nữa 129 cho Thảo Nguyễn. Là hàng 500 đuổi lên đó cả nhà, hãy là 220 thôi. Hàng em like là hàng ắc like dùm cho em ha. Bầu bí bông kem 19 là ổ quát xanh lên cho em ạ. Bầu bí bông kem vô tư mấy chị. Mấy chị lấy thì chốt liền cho em mã mấy em. Chị nào lấy thì chốt liền cho em mã này mã 20 nha. Cái váy này mấy chị chốt mã 20 dùm cho. Mã 20 nha, giá là 220. Hàng ắc like dùm cho em. Tối giờ em chốt chắc 20 cái rồi mấy chị, em còn được tầm vài con thôi. Vài con thôi nha mấy chị nha. Chị nào lấy thì chốt cho này. Lấy thì chốt cho em mã là 20. Rồi con này em còn uống duy nhất màu xám nha mấy chị nha. Giá là 49.000. Ghi dùm cho em mã 21 dùm cho em. 49.000 dùm cho em. Áo dây dùm cho em hàng nhà CN. Áo dây hàng nhà CN nha mấy chị nha. Nút là có thể mở ra được luôn nha mấy chị. Còn đúng được 3 con 4 con nữa là hết hàng. Nút là nút mở ra được nha mấy chị nha. Con này mình mặc với quần ống suông này mấy chị, mặc với lại quần rin cũng được nha mấy chị nha. Quần ống suông mà quần ống suông vải thun á cả nhà ơi, chất rất là đẹp nha. Rồi em tặng mấy chị con áo này luôn, giá là 49.000 màu xám. Cứ dùng cho em mã 21 49.000. Lên liền cho em mã 21 đi cả nhà. 49.000 dùng cho em. 21 cho Hà Linh. Rồi ghi dùng cho em mã 21 49.000. Lên mã 21 49.000 cho em đi ạ. 21 cả nhà ơi, 49.000. Thiệt quên thiệt luôn ấy. Trời, nó đẹp chưa đấy. Rồi, chị nào lấy liền đi nghe. Lên liền cho em mã 20 22169 size S nè. Quỳnh Giang còn xem em chút này. Trời ơi đẹp quá cả nhà ơi. Cái vải của nó là nhũ quá cả nhà. Ôi đẹp quá cả nhà ơi. Size S thôi mấy bà. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 22 dùng cho em. Lên liền cho em mã 22 size S dùng cho em. 169. Trời ơi được 4 con. 22 là xe S mấy chị nha, 140 169 nghìn 169 nghìn ạ. 22 cho Hồng Nương, 22 cho Mimi Đặng, 22 cho Hình Văn. Em còn một con ạ. À. 22 cho Nguyệt Nhi, hết 22. 22. Còn lên liền cho em mã 20 23. 23 này hôm qua em có like cho mình màu kem hết sạch luôn, em cũng để lại một con cả nhà. Hôm nay em lên cho mình màu đỏ, có đỏ này nha. Đỏ nha, size S, lên liền cho em mã 23 size S. Lên liền cho em mã 23 size S dùm cho em. Con này đẹp xuất sắc luôn á cả nhà. Hãy để lại một con màu kem mặt á chị. Hôm nay là màu đỏ nha. Màu đỏ dùm cho em và cái vải của nó sẽ làm dập nổi lên nè. Lên liền cho em mã 23. Cứ dùng cho em mã 20 23 dùm cho em. 23 size S thôi. Lên liền cho em mã 23 size S nè mấy chị. 23 size S dùm cho em nha mấy chị nha. 23S 23S dùm cho em đi cả nhà. Giá là 169.000. 23 cho Long Thục Nguyễn Vũ. 23 nha. Thục màu nâu này mình lên cho nhỏ. Sợ hả? Chị nào lấy 23 lên mã 23 169.000 cho mấy chị ơi. Lấy liền cho em mã 23 169. Rồi em có cho mình cái đầm Babydoll nha. Đầm xinh lắm. Cái này váy trên sao là 220.000 chị ha. Cái này từ lên nè cũng bị là hốt luôn á. Rồi lên liền cho em mã 20 24 149.000. Con này mấy chị mặc cho em size S size M đổi lại mang được á cả nhà. Lên liền cho em mã 24. Vì em like là hơi bị sớm đó cả nhà ơi nha. 149.000 dùng cho em. 149 nha. Lên liền cho em mã 24 dùng cho em. 24 cho Hồng Nương. Đi dùng cho em mã 24. 24 cho Nabi. Giờ là lên 24 cho Mimi đã. 149 24 149 nghìn đi ạ. Cái dùng cho em mã 24 149 nha cả nhà. 24 nha, 149.
Hai tư ăn rồi. Hả? Trời, thì là bán lỗ cái con sơ mi này luôn á, cả nhà 100, 180 luôn đi mấy chị. 20 mấy? 25, 180 dùng chị. 25, 180. Thấy là cho Nguyễn ạ. Cái này sơ mi hàng offline nha mấy chị nha, có hai con thôi. Hai con nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị. Sơ mi hàng offline nha, lên liền cho em mã hai mấy anh? 25 dùng cho em. Lên liền cho em mã 25 dùng cho em. 180 nha mấy chị nha, sơ mi offline cả nhà, cái vải của nó đẹp lắm, của nó mịn lắm. Giờ lấy một chút liền cho em mã dùng cho em. Rồi con này trắng thì em chưa lên. 25 lên cho em 180 ạ. Em lên cho mình là màu gì ta? Màu đỏ rồi, bây giờ là em lên cho mình màu trắng size M nha. Lên liền cho em mã 26 size M dùng cho em, 220 hàng offline dùng cho em. 220 nha mấy chị nha, hàng offline dùng cho em. Mấy cái cây như thế này nè mấy chị là nó sẽ làm đứng phôn cho mình luôn. Mấy chị nhìn dùng cho em. Nó sẽ là đứng phôn nha mấy chị nha. Mà cũng vậy luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 26 size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 26 lên size S M dùng cho em. 26 kèm size nha cả nhà nha. Hãy có cho mình là size S và hãy có cho mình là size M. 220 dùng cho em. 220 nha mấy chị nha. SM dùng cho em. Màu trắng dùng cho em. Lụa trắng nha mấy chị nha. Hàng hai lớp cho mình luôn. Hai lớp nha cả nhà nha. Rồi con này có một con size M à, đầm trắng xè đằng sau chị Hải ơi. Đầm trắng xè này phía sau là 220 cả nhà, hàng offline. Màu kem á. Rồi con này em có một con M này mấy chị nè, 26, 20 mấy? 27 size M, 220 offline luôn một con cả nhà. Một con nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 20, 27 dùng cho em. Chốt liền cho em mã 27. 27 nha mấy chị nha, một con duy nhất luôn mấy chị ơi. 27. Cái Phương à. À đây con này còn một set này cho. Nhưng mà nó chỉ có size S thôi đại Trang Nguyễn ơi, nó không có size M cho em rồi. Có phải là 20 luôn. À có một con M này cho đại Trang Nguyễn dùm luôn. Cái này cho đại Trang Nguyễn. Ừ. 220. 27 là thì Quyến. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 20 mấy? 29 dùng cho em nè. 29 em có S nữa chị, 220 dùng cho em luôn. Con này xinh lắm cả nhà ơi, con này sang lắm nha. Đây này mấy chị. Con này mấy chị mang với giày Lolita hợp nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 29 dùng cho em, size S dùng cho em. Thôi cho lại cho Nguyễn rồi hả? 220 dùng cho em, có được hai con 29. Lên liền cho em mã 29, hai con đâu mấy chị, 220 dùng cho em. Rồi yếm dùng cho em nè. Xin chưa? Mà con này đảm bảo trẻ ra chơi 29 mi đàn. Trẻ ra được vài tuổi luôn á. Cưng lắm cả nhà ơi, nút của nó sẽ là nút tim nè. Rồi lên liền cho em, ok chị hoa đá nha. Rồi lên liền cho em mã 30 dùng cho em nè. 30 này mình may cho em được SM nha, 220 dùng cho em đi. 220 nha mấy chị nha. Nói chung là nó sẽ đẹp từ cái áo cho tới cái yếm cho mình luôn. Áo mấy chị nha, áo là áo bèo cho Hải nè. Kèm cho mình yếm nè. Em có báo giá từ mẫu chị Lan Phương. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30 dùng cho em. 30 nha, 220 hàng offline luôn cả nhà. Offline nha, vì mấy chị cầm cái hàng lên mê lắm. Siêu mê luôn á. Nha. Mấy chị ơi đừng như tôi nói như bà Lan Trì nha, bà mua offline rồi bà chỉ mua offline thôi đó cả nhà. Gì offline luôn á. 30 đẹp lắm. Có nha Lan Chi nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 31 nè mấy chị. 31 149 ngàn. Rồi lên liền cho em mã 31 149 size cho mấy chị 52 cái đổ lại dùng cho em size S dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 31 dùng cho em nè.
chốt liền cho em mã 31. 31 nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã 31 149.000 dùng cho em. 149 nha mấy chị ơi nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Váy dùng cho em nha mấy chị ơi nha. Váy dùng cho em, cổ đẹp lắm. Cổ nó như là cổ vest đó cả nhà. Cổ vest hàng hai lớp luôn mấy chị. Đúng rồi, mấy bà mua. Mấy bà mặc upline xong cái mấy bà không chịu mặc cái gì khác mà upline. À upline. 31 luôn nha, 149 là khách mới mà em số điện thoại lên giúp em. Rồi lên liền cho em mã 32 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 32 1220 dùng cho em size S luôn. Rồi ghi dùng cho em mã dùng cho em, mã 30 32 dùng cho em. 32 size S dùng cho em. 220 dùng cho em, chân váy đẹp hiện mấy chị hiền. Đúng là 220 nhìn khác bột liền luôn, chân váy siêu đẹp luôn mấy chị. Rồi cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 30 32 dùng cho em. Ở phía sau đây là có dây cho mình ha, xong mình sẽ gài ở phía sau kèm cho mình là chân vải luôn, size S dùng cho em. Size S nha, 30 có rồi nhỉ. Anh chị em bên kia có cái váy mà 220 mà có màu đen màu trắng có cái hoa nè. Bên là một rồi cho em cái con nào ở dưới. Coi sao gì. Rồi lên liền cho em mã 33. Em có cho mình là size 33 gen gen lấy không? 33 149 nè mấy chị. Cái gì vậy? Rồi S và M dùng cho em. Lên liền cho em mã 33 kèm size S M dùng cho em. 33 lên size nha. 33 kèm size S M 149 dùng cho em. Kèm size vô mấy chị. Cái set này mình mặc lên y như là cái set gì đó mấy chị nha. Phía sau của nó sẽ có khóa kéo cho mình luôn. 149.000 33 lên size. 33 S cho hình vuông. S dùng cho 33 kèm size. Đen đâu nhỉ? Đen đâu? Hết chưa nhỏ, còn mấy con nữa. Rồi lên liền cho em mã 34 size. 33 M thì con đặng. Rồi con này nó sẽ kèm cho mình là mấy chị ơi, nó sẽ kèm cho mình là bao tay và kèm cho mình một con hoa luôn nha. Size S lên liền cho em mã 30. 30 mấy anh? 34. 34 thì vô. 34 nha, kèm hoa cọ. Xong rồi kèm cho mình hai cái bao tay cũng mẫu luôn. Kèm cho em mã 34 màu trắng dùng cho em. 220 dùng cho em. Trời ơi 220. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Rồi cái dùng cho em mã, dùng cho em mã 30. 34, 34 đi cả nhà. 34 nha, 34 dùng cho em, 220 dùng cho em. 220 nha mấy chị ơi nha. Chị nào lấy thì chút. Có màu đen này. Màu đen nha mấy chịu nha. Màu đen thì hãy có. À lúc nãy cho chị Hồng Nhung Lê đi, anh đóng cái đó cho chị Hồng Nhung Lê đi. Chưa chị Hồng Nhung Lê, em cho chị nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 35. Rồi lên liền cho em mã 35. Rồi chị lấy cái đồng màu kem đính đá đúng không nhờ Nguyễn Thị Mỹ hả? Rồi lên liền cho em mã 35 màu đen. Trời ơi. Nặng tay mà nó đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 35 màu đen một con hả? Màu đen thì hãy còn một con cuối cùng. 35 cho Thu Nguyễn 202. Chị không lay mấy con này đi, chị đẹp lắm ấy. Thực sự là đẹp nha, 220 cả nhà. 220 mà mấy chị mặc SML đều được cho em nè. Đẹp không? Ok, Nguyễn Thị Mỹ ạ. Chị nào lấy thì chốt liền được. Cho em mã đinh đá dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã kem đính đá dùng. Còn lên liền cho em mã kem đính đá dùng cho hải nha. Trời ơi nó đẹp xuất sắc mấy bà ơi, nó đẹp. Cho đính đá cho Quốc Hồng Nguyễn. Đẹp lắm luôn á chị ơi. À, sao lại còn để cái bà đen đen này không thấy bả nghe. Thiệt. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã 30. 36 cho em nằm trắng nha. Rồi lên liền cho em mã 36 size M dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã 36 size M. Váy hồng sao, váy đính đá bao nhiêu? Váy này là 169.000 nhưng mà hãy còn một con cuối cùng size S đó chị lấy nha. Còn có đây mấy chị nè, 169 nè mấy chị. Giờ lấy váy hồng, ghi váy hồng 169 size S. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã váy hồng dùng cho em. Con này cũng có cái đó là 220 của Hồng Nguyễn. Đây mấy chị có mút ngực cho mình luôn nha mấy chị hiểu nha, phối cho mấy chị nè. Ở đây của nó sẽ có một cái nút đá như thế này nha. Lên liền cho em mã váy hồng dùng cho em.
À 169 giùm chị. Váy hồng 169 nha. Giờ lấy váy hồng 169 xay. Rồi xay mờ nè mấy chị nè. Lên liền cho em mã tiệt trắng mờ dùng cho em. Tiệt trắng mờ nha mấy chị nha, 169 dùng cho Hải nè. 169 nha. Rồi lên liền cho em mã tiệt, tiệt dùng cho em ha. Lên liền cho em mã tiệt. Ở đây nó sẽ có cho mình là một cái quần bên trong nè, cái một cái quần bên trong nên là mấy chị không có sợ bị ngắn đâu nha. Lên liền cho em mã váy tiệt trắng dùng cho em. Size M dùng cho em, 169.000 hàng nhà Miên luôn nè mấy chị. Mua con này về đi tiệc cả nhà ơi. Chị nào mà chụp hình cô dâu cũng đẹp nha. Lên liền cho em mã dùng cho em mã váy váy trắng dùng cho em. Lên liền cho em mã váy trắng tiệc dùng cho em. 169.000 size size M mấy chị. Size M nha cả nhà ơi. Size M, size M. Sao chị mặc hết rồi em ơi, sao chị mặc hết rồi. Tiệt trắng xay mờ lấy cho em một số chín ạ. Lên liền cho em mã tiệt trắng xay mờ dùm cho anh. Không, cái mẫu đó nó không có đen đâu em, nó có duy nhất màu trắng thôi à. Váy trắng tiệt trắng theo nguyện 169. Nó chỉ có màu trắng thôi, mẫu mặc của màu trắng đó cả nhà. Rồi con này cắt lai mấy chị 220 dùm cho em nè. Con này mấy chị mang cho em được size S size M nha. Rồi lên liền cho em mã set dùm cho em nè. Lên liền cho em mã set 220 dùm cho em, hàng offline dùm cho em. Set này mang sướng lắm luôn ấy. Cái set này hãy về tổng cộng là chắc cũng phải là 3-4 đợt rồi cả nhà. 3-4 đợt rồi nha mới chịu nha. Con này của nó sẽ là quần này. Quần nha, kèm cho mình áo nè. Size S, size M, size L mình mang được cho Hải Hiệp. Lên liền cho em mã dùm cho em, mã 220 dùm cho em. Cái dùng cho em mã 220 nha mới chịu nha. 220 dùm cho em. Lên liền cho em mã set 220. Rồi con này hãy có cho mình size M này, set 3 mố. Lên liền cho em mã set 3 mố, hàng của Upline luôn mấy chị, 220 luôn mấy chị nè. Set 3 mố nha mấy chị nha, nó sẽ có cho mình là cái này là quần hả? À cái này là quần nha mấy chị nha, kèm chứ là cái chân vái này mấy chị nè. Xong rồi lên cho mình là một con áo nè. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã set 3 mố, 220 size M một set này. Một set nha mấy chị nha. Chốt liền cho em mã set 3 mố. À cái set này có nghĩa là mình có thể mặc thành bikini được nha mấy chị nha. Mấy chị có thể mặc thành bikini cũng được nha mấy chị nha, hoặc là mình mặc thành set 3 mố luôn nè nha cả nhà nha. 220 dùng cho em, giờ lấy set 3 mố đi cả nhà. Set 3 mố là cho em 220 nha. 220 nha. Chị dùng cho em mã dùng cho em thay gì nha. Rồi size M, lên liền cho em mã váy kem size M đầm tiệp. Rồi lên liền cho em mã váy kem size M đầm tiệp dùng cho em. Bây giờ thì em like cho mình nhiều hàng tiệc đó cả nhà. Còn sau tầm khoảng qua tuần sau thôi mấy chị là em đã like cho mình hàng kiểu như là hàng thường á mấy chị, áo phông này nè mấy chị. Nhưng mấy chịu nha, còn váy thì sẽ ít lại dần á. Đi dùng cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã váy kem dùng cho em, giá là 169.000 size M có giá sỉ dùng cho em ha. Em mới chắc rất là đẹp luôn nha mấy chị yêu nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cái áo với chân váy đó. Váy đâu là cái áo. Không, cái đó là cái phải không? Lạ quá mấy chị nghe. Thiệt á. Thù cần chừng này đấy hả nhỉ? Mấy chị ơi xem like chấm bài tương tác chạy lên với. Rồi hãy có cho mình cái mẫu này, hãy có đen và hãy có trắng size M nha. Có đen và có trắng. Linh Ngân ơi, chị nào mua hàng nhà em không nghe máy mấy chị cọc với em 200 vào tài khoản đi rồi em chốt cho chị hả. Rồi sử dụng cho em mã dây. Mã dây mấy chị lên dùng cho em ha. Mã dây mấy chị lên màu dùng cho em và em có size M hết nha. Màu trắng cũng là size M luôn và màu đen cũng là size M, 169.000. Bây giờ like cái dây thì nó sớm quá nên mấy chị không chốt chết, bữa nữa là không bao giờ có luôn. Thiệt sự luôn ấy nha mấy chị. Bữa nó vô đúng mùa là không bao giờ có nhập được cái giá này đâu cả nhà. Nha mấy chị nha, không nhập được 169 mà mấy con hàng min như này đâu cả nhà. Dây M đen trắng dùng cho em, 169 dùng cho em. Nha mấy chị nha, hàng min luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em, mã dây dùng cho em. Đen dây dây M cho chị ạ. Hàng Nguyễn Thị Mỹ 169. Rồi em bán tặng mấy chị con váy nè mấy chị. Em còn dây trắng size M thôi ạ. Dây M còn 149 nha. Dây M không ạ. Trắng dây size M cho Nguyễn Thị Mỹ á. Trắng
Rồi lên liền cho em mã váy hồng đi, em tặng mấy chị luôn 89.000. 89.000 size. Đang dây size M đợi cho Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã váy hồng 89.000 size. Đang dây size M Thảo Nguyễn. Rồi lên liền cho em mã váy hồng 89.000 size. Rồi bán vừa tặng luôn đó cả nhà ơi. Rồi cái dùng cho em mã váy hồng. Cái này mấy chị 52, 53 cái đổi lại đó cả nhà, không phải là phom mà phom ôm đâu nha mấy chị ơi nha, phom nó hơi sung sung á. Lên liền cho em mã váy dùng cho em 89.000. Váy 89.000. Màu vàng màu lam. Sao cái này? Váy hồng giá 89.000 cho Lan Anh Nguyễn, cho Hồng Nương. Rồi 139.000, lên liền cho em mã ren 139. Lên liền cho em mã ren 139 size S. Lên liền cho em mã váy ren 139 size S dùng cho em. Trời cái này mà không bán lỗ là đi đầu gì đất luôn á cả nhà, nó thật luôn á. Không có chịu nha. 139.000. Em không có nhập được giá 139 đâu cả nhà ơi. Tất cả hàng này là trên giá 150 hết nha mấy chị ơi nha. Đây nè. Chị nào bán shop thì lấy liền nha. Cứ dùng cho em mã, dùng cho em mã váy ren dùng cho em một mà một máy của rồi 139 dùng cho em, size S dùng cho em. Lên liền cho em mã váy ren. À, đây nè anh nè. Còn lên liền cho em mã váy ren đi cả nhà. Váy hồng cho Liên Dương 89.000. Còn được lì xì nữa. Em cảm ơn chị Châu Thị Linh nha. Váy hồng được cho Thanh Thủy. Rồi lên liền Thanh Thủy và. Rồi cái dùng cho em mã này là mã siêu phẩm dùng cho em. Size M dùng cho em 169. Lên liền cho em mã siêu phẩm size M 169 dùng cho em. Siêu phẩm size M nha, 169 cả nhà, có con đâu cả nhà. Một con thôi nha mấy chịu nha. Đây mấy chị. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã siêu phẩm size M 169 mấy chị. Giờ con nằm như này mua 169.000 cả nhà ơi. Quá hời luôn á, một con. Chứ hổng cho lên cho em 169 cho Phong Lan. Mấy chị ơi. Cái này đó, em lo cho mấy chị nè. Màu nâu ấy là em có cho mình là size S. Màu đen là em có cho mình size M và size L. 169.000. Đẹp lắm cả nhà ơi. Xinh lắm nha mấy chị ơi nha. Màu đen á là em có cho mình size M và size L. Màu nâu nâu vàng vàng như này là em có cho mình size S nha. Chào lấy thì chốt liền cho em mã này là mã hoa dùng cho em. Ở lòng ghi dùng cho em mã tơ đi cả nhà. Mã tơ nha cả nhà nha. Mã tơ mấy chị lên màu lên size dùng cho em. Màu đen là em có cho mình size M, size L. Và màu nâu là em sẽ có cho mình là size S dùng cho em. Chào lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em đi cả nhà. Nha mấy chị nha. Đầm tơ dùng cho em 169.000. Mà nó say nó đẹp lắm mấy chị. 169. Còn lên liền cho em mã dùng cho em. Cái hồng em hết à. Đầm tơ nha cả nhà nha. Đầm tơ dùng cho em. Đây mấy chị. Cái này em có hình cho mình story đó cả nhà ơi. Vừa chấm gối nha mấy chị nha. Vừa chấm gối hay cao 1m55 đó cả nhà. 1m54, 1m55 thôi. Lên liền cho em mã dùng cho em. Màu đen là hãy có cho mình làm mà size tơ vàng Lan Anh Nguyễn. Màu vàng là có size S. Rồi hãy còn ML cả nhà. ML mấy chị ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em nè. Size S, size M 179.000. Cái dùng cho em mã này là mã VIP dùng cho em. Lên liền cho em mã VIP kèm size vô dùng cho em. VIP lên size nha, size S, size M dùng cho em 179. 179 nha mấy chị ơi nha. Một con đầm trắng nè. Ở đây của nó sẽ là dập cho mấy chị nè. Dập ly như thế này nha mấy chị ơi nha. Nút nè. Hãy có cho mình size S, size M. Mỗi size có một con thôi mấy chị. 179.000. Lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã VIP kèm size vô dùng cho em. VIP kèm size nha. 1S 1M thôi cả nhà ơi. 1S 1M nha mấy chị ơi. 179.000 mấy chị. Hàng thì size đó mấy chị. Ôm được xe. VIP M Nguyễn Thùy. VIP kèm size dùng cho em. VIP S Cúc Nguyễn. Rồi cái dùng cho em mã này là size S dùng cho em mấy chị. 169.000. Lên liền cho em mã váy ren. Váy ren size S dùng cho em 169. Váy đen này lúc nãy còn không con. Váy đen này có được 3 con nè mấy chị. Váy ren nha mấy chị nha. Váy ren này có size S thôi. 169.000 mấy chị lấy váy ren đi cả nhà. Váy ren đẹp lắm nha.
Rồi lên liền cho em mã với riêng size size S thôi. 169 ngàn mấy chị, hàng mẫu của Đàn Ngân Châu nha. Hãy có hình cho mình đó đó cả nhà, có hình ở dưới mấy chị kéo xuống giùm em ha. Lên liền cho em mã váy ren. Váy ren cho chồng Phương Thảo 367169. Chị ok chị Huỳnh Ngân nha. Huỳnh Ngân cộng rồi. Cái này mẫu này đâu rồi nha. Rồi lên liền cho em màu kem VIP kem dùm cho em SML. Rồi lên liền cho em mã VIP kem SML dùng cho em. Thích coi. Rồi lấy luôn cái cục nâu của hồng, cái nâu cái hồng. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Ôi con này đẹp quá luôn á. VIP nâu lên lên màu dùng cho em. VIP nâu kem kèm màu. À đồ kèm size dùm em SML đúng không nhỉ? VIP kem lên size SML. SML hả? Rồi lên liền cho em mã VIP kem kèm size dùm em, size S, size M, size L 179 dùm chứ. 179 nha mấy chị ơi nha. Này em nhập là hàng design đó cả nhà ơi, nên là vải đẹp lắm nè. Mấy chị thấy nó dập ly không mà nó làm cái hoa nổi như thế này nè. Lúc này mấy chị lót ở bên trong của nó là lót dài xuống tới đùi vải luôn á. Lên liền cho em mã VIP kem. Và cho chị bộ đó luôn. Bộ 139 nha. Viết kem kèm size vô dùm em, SML dùm cho em. Và 169 ngàn này mấy chị. Cứ dùng cho em mã này là mã mã số 2, mã số 50 đi cả nhà. Viết kem size M cho Lan Phương. Rồi lên liền cho em mã 50. Mã 50 dùm cho em 169. Vải này là bao mát, bao xịn luôn nha. Ôm rồi lên liền cho em mã 50 dùm cho em. 169 dùm cho em. Lên liền cho em mã 50 169. Cái áo này nó đẹp lắm á chị. Áo này lên đẹp lắm, ôm đẹp lắm. 50 dùm cho em. 50 có mấy bộ nè. Rồi lên liền cho em mã 50. 51 dùm cho em nè. 139 ngàn. 50 thư trần. Chủ của hàng của Linh Lam luôn nha mấy chị ơi nha. Mẫu đăng cặp với bạn nào là em like y như vậy cho mình luôn á. Tát mát y như vậy luôn mấy chị vô Facebook luôn. Mà bạn đó đi, mấy chị thấy người ta chụp dàn hàng là y tát như thế này luôn. Nha mấy chị nha, hàng trên hàng 350 đó. 350 nha mấy chị nha. Giá là 139 ngàn dùng cho em. Form rộng thoải mái mấy chị. Lên liền cho em mã 51, 139 dùng cho em. Chắc áo rất là đẹp cả nhà ơi. Cái này mang couple cũng được nha. Chị nào có con gái mua cho con gái cũng được cả nhà ơi. Cái quần caro này hốt hồn hồn luôn. Quần caro siêu hot nha, form quần dài chứ hả. Lên liền cho em mã 50, 51 dùm cho em, giá là 139 ngàn. Lên liền cho em mã 51, 139. 50 bao thì Thanh Dung. Rồi lên liền cho em mã 51, 139 dùm cho em, xịn lắm mấy bà ơi. Cái bộ này chắc xịn lắm đó. 50 thì top. Chắc đẹp lắm á các ơi. Lên liền cho em mã dùm cho em mã 50. 51, 139 ngàn. Đây này cho chị cái qua điện nâu. Nâu cái hồng đó kìa. Lên liền cho em mã 51 dùng 3. Caro khi chưa. Chúc cho chị Hương Hoa đi. Ngày mai vô thì em đi nhẹ bỏ ra màu hồng có một con rồi. Caro còn anh. Rồi lên liền cho em mã 52. Em có nâu và em có hồng size M. À size S nè. Ủa, S M. Hả gì nhắn tin chị còn S không mà chị kể báo M nè. Màu hồng là em có. Rồi gì dùng bia. Mấy chị, màu hồng là em có size S size M. Màu nâu là em có size M. Thật sự là đẹp nha mấy chị hiểu nha. Thật sự là chất rất là đẹp luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em mã 52. 52 mấy chị kèm màu vô dùm cho em nha. Em có màu nâu là size M. Em có màu hồng là size S và size M nha. Hồng là SM, nâu là size M không cả nhà. Giá là 169 ngàn. Vải rất là đẹp cả nhà ơi. Đi dùng cho em mã dùm cho em nha. Lên liền cho em mã 50. 52 dùm cho em. 52 nha mấy chị hiểu nha. Màu hồng là SM, màu nâu là size M không cả nhà. Để em để lại size S cho cái đầu cho mấy chị. Cứ dùng cho em nha mấy chị nha. Màu nâu. Sao chị à, không hiểu thương sang màu. Đó chị inbox cho em. Nó sẽ ép mà. À đó sao hết không? Con.
Mờ đi cả nhà ơi, còn mờ mấy chị ơi. Năm nay hồng cho thanh vị cô CS 169. Dạ đúng rồi, cọc 1 triệu trộn 30 sản phẩm nha mấy chị nha. Cọc 1 triệu trộn. Rồi cái này em có cho mình là màu đỏ là em có size S, màu đen là em có size S luôn. Chắc rất là đẹp mấy chị. Hàng hôm nay đẹp lắm. Nói chung là cố gắng cho mấy chị là like cho mấy chị hàng chuẩn nhất luôn nha mấy chị nha. Chuẩn luôn cho mấy chị. Tại vì đa số khách của em mấy bạn nhạc sĩ là đa số bán số đó cả nhà. Nha mấy chị nha. Bán số thì mấy chị biết rồi, hàng thì phải đẹp nha mấy chị nha. Rồi cái dùng che mã 50. 53 em có đen và em có đỏ nha mấy chị nha. Đen và đỏ dùng cho em, giá là 169.000. Mấy chị lấy màu gì của mình, màu đỏ dùng cho em nè. 52 53 cái đũa làm em ok dùng cho em, đẹp đó hèn. Phôn quá trời đẹp luôn á. Phôn đẹp lắm cả nhà ơi, của nó là phôn dài nè. Phôn dài nha mấy chị nha. Cái này mình kèm màu vô dùng cho em. Em có đen và em có đỏ, chị nào lấy thì chốt liền cho em. Đen và đỏ nha, lên liền cho em mã 53 dùng cho em. 53 mấy chị ơi, 53. Xem like chấm bài tương tác dùng cho Hải với nghe. Xem like chấm bài tương tác dùng cho Hải với. Đen với đỏ nha mấy chị nha. 169.000. Lên liền cho em mã dùng cho em. 53 đen Hương Lan. Lên liền cho em mã 53 dùng cho em. 53 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 53. Rồi lên liền cho em mã 54 size M dùng cho em nè. 139.000. Lên liền cho em mã 54 139. Lên liền cho em mã 54 màu đỏ, lúc nãy khách chốt mà em cầm em quên mất tiêu. Rồi lên chồng khách mới mã kèm sớm thoại lên cho em ạ. Rồi lên liền cho em mã 54 139 size mồ. 54 139 size mồ dùng cho em. Size mồ nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. 54 54. Cái này nó cái mẫu này chỉ còn ép thôi chị ơi. Hãy chỉ còn ép thôi. Number đỏ thí trần 332. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã 54 dùng cho em nè mấy chị. 54 nha cả nhà nha. 54 này hãy có cho mình là size M thôi. 54 size M nha. 54 size M 139. Ép thôi đúng không nhỉ? Còn ép thôi cả nhà ơi, cái mẫu này nó còn ép thôi. Có ép gì đâu, nhưng mẫu này đẹp lắm. Nha mấy chị lướt xuống đi, hãy có hình rồi đó, có hình rồi mấy chị. Dễ thương lắm cả nhà. À, con này một con size M mấy chị, 50 mấy anh? 55. Rồi lên liền cho em mã 55. 55 size M dùng cho em. 169.000 có set không mấy chị? Một set không? Nè cái áo này mấy chị, cái set này mình may mình không có bỏ thùng nha, mặc y như vậy nè cả nhà. Lên liền cho em mã dùng cho em, dễ thương chưa? Cái cổ áo của nó làm cố định như thế này luôn nha mấy chị nha, cố định luôn cho mình luôn. Lên liền cho em mã dùng cho em, mã 50 55 dùng cho em. Một con áo này, xong rồi sẽ kèm cho mình một con chân vải nha, có quần bên trong luôn mấy chị. Mặc xét như thế này cưng lắm luôn ấy. Cái dùng cho em mã dùng cho em, mã 50 55 dùng cho em. 55 nha mấy chị nha. Lên liền cho em mã 55 dùng cho em. Chị Thí Văn ơi, anh chốt chưa? 53 màu đen nó 50. Em 53 màu đen là cái này. Mẫn 55-50kg còn không, ấy là nhiều cái em kìa. À vừa nha chị nha, đây nè. Vừa. Lấy thì bấm lên số điện thoại dùng cho em. Lên đi, lên bấm số điện thoại. Trời ơi, gọi lưng quá. Chốt bây giờ em lấy nha, em lấy tặng cho mấy chị mang. Ai đi vậy? Rồi em có một con yếm size M nha mấy chị nha. Một con yếm size M 169 dùng cho em nè. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em mã yếm 169. Mấy chị mua cái set này là mấy chị được con áo đẹp lắm luôn á mấy chị. Bình thường mình mua một con yếm là bên áo bên trong của nó là áo thường thôi. Còn này mấy chị mua một cái set yếm mấy chị nè,
áo của nó mình có thể mặc quần rinh được luôn nha mấy chị nha. Mặc quần rinh ống sung, quần rinh bôi hay là quần gì cũng được hết cả nhà. Nè, mặc quần tất tao cũng xinh luôn. Trong khi đó mấy chị mua một con yếm này mấy chị, cái áo này không mấy chị mua 100+ ngàn rồi nè. Thật sự luôn, áo này mua ở ngoài 160-170 rồi đó mấy chị. 160-170 rồi, bây giờ là em bán nguyên cái set yếm cho mình luôn. Vải đẹp lắm, size M nha, 169 ngàn, có túi cho mình luôn nè. Có túi nha cả nhà nha. Lên liền cho em mã, dùng cho em mã mấy anh? Lên liền cho em mã yếm đi cả nhà. Yếm size M nha, yếm size M dùng cho em. Vải của nó sẽ là vải nổi lên như thế này nè mấy chị. Nổi lên như thế này nha mấy chị nha. Chất của nó nè mấy chị, chất đẹp lắm luôn. Size size M dùng cho em. Chị lấy yếm ghi yếm size M 169 ngàn dùng cho em. Anh chụp em mấy cái hàng bên kia. Lên liền cho em mã yếm size M dùng cho em đi cả nhà. Yếm M nha mấy chị nha. Nói chung quá. Rồi có một con size S này, váy trắng size S này. Váy trắng quá trời mấy bà chốt luôn. Rồi hãy có một con váy trắng tiệt size S này mấy chị. Váy trắng tiệt size S nha mấy chị nha, 169 ngàn một con thôi cả nhà ơi, không có con thứ hai luôn. Nãy là có like size M cho mình thôi cả nhà. Size M đúng không? Lên liền cho em mã dùng cho em nè mấy chị. Cái dùng cho em mã này là mã váy trắng tiệt dùng cho em. Size size S thôi cả nhà. Thì cái này lúc nãy sao lại còn khóc. 149 ngàn một con áo vest dáng cà rốt tốt, kèm cho mình một con chân quái về đang dây vô dùng cho em. 149 ngàn. Lên nốt mã nào không ai chốt là tắt like nha mấy chị nha. Đang dây vô dùng cho em với, có 149 ngàn thôi, size S nè. Set vest nha mấy chị nha, vest là hai lớp luôn, có cầu vai luôn mấy chị nha, không bằng một con áo thun luôn á mấy bạn nghe. Giá siêu siêu rẻ luôn á. Lên liền cho em mã set vest dùng cho em. Chân váy là mình cái dây này mình đang qua nha mấy chị nha, hãy có hình cho mấy chị rồi đó. 149 ngàn thôi, một set duy nhất ấy. Lên liền cho em mã set vest dùng cho em. Set vest nha mấy chị nha, 149 set vest chân váy dùng cho em. Cái váy hồng nó có size S thôi cả nhà ơi. Cái váy lên 149 ngàn rồi. Lên liền cho em mã set vest dùng cho em. Cái váy cho Nguyễn Nhi. 149 dùng cho em. Rồi lên liền cho em. Ủa con này. Em mới bỏ ra. Rồi con này hãy có size M 149 ngàn. Rồi lên liền cho em mã set chân váy dùng cho em. Quần ginh màu nhạt còn không nhỉ? Cho chị màu cái quần ginh màu đậm đó nha. Hết màu nhạt rồi đúng không? Rồi lên liền cho em mã set dùng cho em nè. Set này hãy có 2 set size M 149. Set này hãy có 2 set chân M, 2 set size M nha. Và tâm đắc nhất là cái chân váy mấy chị. Nha mấy chị hiểu nha, chân váy là đi mua trên giá 140-160-170 gì đâu nha. Xong rồi kèm cho mình một con áo nữa, 169 ngàn. Áo thì nó sẽ là đắp như thế này, mình mang vô set thì nó không có bị hở ra đâu nha mấy chị hiểu nha. Size M dùng cho em. Lên liền cho em mã set chân váy dùng cho em. Lên liền cho em mã set chân váy nha mấy chị hiểu nha. Giá là 149 ngàn dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã rinh kèm size SML dùng cho em, 159. Lên liền cho em mã rinh, màu này đẹp quá chị Lê Hùng. Màu này đẹp lắm ấy. Cứ dùng cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã rinh ống sung dùng cho em. Size S, size M, size L hãy la giá là 159 ngàn nha mấy chị hiểu nha. Mấy chị chốt liền đi cả nhà. Quần rinh này cái tác xanh này em like nhiều rồi nha mấy chị hiểu nha. Và hàng được trước Tết là em like hàng tư hàng 189 ngàn một quần lần cả nhà. Tác xanh là hàng Quảng Châu á nha mấy chị hiểu nha. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em. Lên liền cho em mã rinh kèm size S, M, L 159 ngàn thôi mấy tình yêu ơi. Lên xe mờ Lê Hùng. Rồi lên liền cho em mã rinh kèm size vô dùm cho em. Nói chung quá. Còn size kìa. Hết mờ lần. Xe kìa. Lên xe mờ Lê Trúc Lam. Rồi lên liền cho em mã rinh kèm size. Lên mê còn SL. SL mấy chị. Còn size S. Lên mê còn size SL thôi ạ. Lên liền cho em mã rinh. Em còn L á. Chị nào chút L đi. Còn size L kìa mấy chị kìa. Rồi váy trắng này em còn một con S này mấy chị này. Váy trắng này có một con S này mấy chị. Giá là 169 ngàn một con thôi mấy chị. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã váy trắng mấy chị.
váy trắng nha mấy chị nha. Lên liền cho em hả váy trắng. Váy trắng size S dùng cho em, 169 mấy chị. 169 nha mấy chị nha. Áo của nó sẽ là tan đá này nè mấy chị. Đá dùng cho em ha. Lên liền cho em hả trắng S. Trắng S cho thân bị khô. Rồi set này hãy có set 3 mũ size M 169 này. Rồi lên liền cho em mã set 3 mũ size M. Mua mấy cái set 3 mũ này may nha mấy chị ơi, tiền lắm nha. Quần này mấy chị có thể về tắt riêng ra may cũng xinh nè. Quần này 250 rồi. Nguyên set luôn mấy chị, set 3 mũ dùng cho em 100 mấy luôn rồi. 169.000 size M. Lên liền cho em mã set 3 mũ size M dùng cho em. Set 3 mũ size M nha, 169.000 mấy chị. Quần đẹp chưa? Quần đẹp khủng khiếp luôn á, kèm cho mình áo nè, kèm cho mình cái áo bra ren bên trong nữa. Lên liền cho em mã set 3 mũ 169.000 size M dùng cho em, size M nha. Cái này còn size gì nữa? Rồi con này em còn SL mấy chị. Nhạc em còn SL nha, giá là 159.000. Nhạc SL. Rồi lên liền cho em mã nhà kèm size vô dùng cho em, size S với size L. Rồi lên liền cho em mã nhà kèm size SL dùng cho em. Sao mỗi một xin cho liền dương. Rồi lên liền cho em mã nhà kèm size. Nhạc lên size dùng em ha, size S với size L dùng cho em. Nhạc lên size SL 159. Trời ơi mấy cái quần này mang sướng lắm cả nhà ơi. Nha yeah. Em nói là mang siêu bền luôn á cả nhà. Bền lắm, 159.000 nhưng mà form lên đúng hàng Quảng Châu xịn sò luôn. Như mấy chị nha. Lên liền cho em mã dùng cho em. Mã rinh, rinh nhạc kèm size vô dùng cho em. Rinh nhạc nha mấy chị nha. Rinh còn tiếp. Rinh nhạc size vô mà xin như Khánh Nhung. Nói chị nào mặc size L thì chốt đi cả nhà nè. Bây giờ đang có lẽ size L nè. Đang có lẽ size L á, chị nào lấy rinh SL thì chốt dùng cho em. Cho em cái set đỏ kìa em. Quy quy đỏ. Rồi ở dưới nó dưới này coi. Đang rẻ lẻ L á chốt đi mấy chị. Đứng sơ L thư trần. Rồi lên liền cho em mã set VIP size S dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã set VIP size S 169 dùng cho em. Rồi lên liền cho em mã set VIP dùng cho em. Set VIP nha mấy chị nha. Set VIP em có cho mình size S nè mấy chị. 169 dùng cho em. Nhìn cái quần thôi, xịn chưa cả nhà ơi nha. Em nhớ là 2 năm về trước thôi em bán những cái dòng quần mà quần lưng cao, quần thái như thế này đã là hàng trên hàng 150.000 một con rồi cả nhà. Trên 150 nha mấy chị nha. Bây giờ bán nguyên set cho mình luôn mà áo đẹp chưa nè. Áo sơ mi cũng dế nữa nha mấy chị nha. Giá là 169.000 size S dùng cho em. 2 set thôi mấy chị. 2 set nha. Chào lấy thì chốt liền cho em mã set dùng cho em. 169 size S dùng cho em. 2 set nha cả nhà nha. Chào lấy thì chốt liền cho em. Set em mặc hết rồi cả nhà ơi. Đây đây áo dài nè. Áo dài này size M mấy chị ơi, số 2 con này mấy chị. 169. Mãi chục thì nó có lẽ một con mình la mình mới biết. Rồi cái dùng cho em áo dài size M 169 này. Hôm qua là em like ở trong cái lô này nó có áo dài thì em mới like cho mình được 169 cái áo dài này á. Chứ còn hàng nhà khác lên mấy chị ơi, người ta tách riêng ra người ta không bao giờ bán được con áo dài nào 169 đâu mấy chị. Cái quần áo dài nó xịn cho bác, nó dài, nó đẹp lắm luôn á. Rồi mấy chị. Cái quần áo dài của nó dài chứ mấy chị nè. Nha mấy chịu nha, dài mà đẹp lắm. Size M nha mấy chịu nha. Giờ lấy thì chốt liền cho em mã dùng cho em. Khi em mặc áo dài size M 169. Em nói thiệt luôn ấy. Áo dài này phải là trên hàng 400-500 ngàn mấy chị. Trên 400-500 ngàn nha. Vì mấy chị cầm cái quần thôi là mấy chị biết hàng áo dài nó có đẹp hay không nha. Tại vì cái vải quần của nó mấy chị nó rủ mà nó đẹp lắm, nặng tay cực kỳ luôn. Size M dùng cho em, áo dài size M 169. Áo dài Lan Phương. Lấy liền cho em mà áo dài size M dùng cho em, 169 dùng cho em.
lên liền cho em mở rồi. Thôi lên. Rồi con này em bán tặng nốt cho mấy chị luôn đi. Tặng luôn mấy chị con này 99.000. Em bán lỗ luôn 99.000 mấy chị. Đào bán lỗ luôn cho rồi. Rồi cái dùng cho em mã dùng cho em. Rồi lên liền cho em mở váy dùng cho em. Váy này cho mấy chị nào mà 60kg đổ lại em ok dùng cho em nha. Em tặng mấy chị luôn giá là 99.000. Vải xịn sò lắm, vải rất là xịn nha. Hàng này em like là hàng 169, 179 đấy. Đây nè, hàng B này nè mấy chị. Tặng mấy chị 99.000. Lên liền cho em mã váy dùng cho em 99.000. Lên liền cho em mã váy, áo dài hết rồi cả nhà ơi. Rồi lên liền cho em mã dùng cho em mã set kem dùng cho em nè, 169 dùng cho em. Lên liền cho em mã set kem 169. Nó là cho Hải Nguyễn. Nó là quần ống sung nha cả nhà nha. Quần ống sung dùng cho Hải nè. Quần ống sung và nó kèm cái áo, áo rất là đẹp luôn, áo xịn lắm á cả nhà. Cái áo của nó sẽ là vạt nhộn nhộn như thế này nè mấy chị. Vạt nhộn nhộn như mấy chịu nha và nó sẽ có nón cho mình luôn. Ở đây nó làm nhún. Lên liền cho em mã dùng cho em. Cứ dùng cho em mã set kem dùng cho em. Set kem này mấy chị mặc cho em được size L đủ lại men vừa luôn á, 169. Lên liền cho em mã set kem 169 2 set thôi khách ơi. 2 set thôi nha, chèo lấy set kem đi, set kem dùng cho em 169 dùng cho anh. Rồi thôi hãy tắt like nha mấy chị nha. Hãy tắt like ha. Hẹn gặp mấy chị vào tối mai, ngày mai nhà em đi đơn nha. Mấy chị khách mới nhớ nghe điện thoại dùng cho Hải, nghe điện thoại để nhà em chốt đơn nha. Khách mới nghe. Nghe điện thoại nhà em mới có địa chỉ để chốt á. Thường thường các số khác là mình sẽ lên thông tin, người ta gửi hàng đi luôn á. Nha mấy chị nha. Còn nhà em thì khách mới nhà em sẽ gọi nha mấy chị nha. Khách cũ thì nhà em sẽ gửi về địa chỉ cũ. Chị nào mua 2-3 đơn đổ lên rồi khách quen rồi nhà em sẽ gửi địa chỉ cũ ha. Còn khách mới thì phải gửi á. Phải gọi nha mấy chị nha. Nên là nghe điện thoại dùng cho em nha. Rồi hãy tắt like nha. Bye bye mấy chị. Ok Thảo nha. Rồi bye bye mấy chị nha. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Hãy cảm ơn mấy chị nhiều nha. Bye bye mấy chị nha. Bye bye mấy chị nha. Ngày mai đi đơn nha cả nhà nha. Bye bye mấy chị nha.